Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân vớt. chương 1351, ta không nghe, ta không nghe, còn rùa tụng kinh. Cái gì cũng có thể bán đại lão không khỏi che kín trên người mình cái mền. Tại đây làm cho người ta tâm nhét, trái tim băng giá giao dịch bên trong, cũng chỉ có trên thân cái này hơi mỏng chăn đơn có thể mang cho hắn một tia ấm áp. Đại lão hít một hơi thật sâu. Hắn trả giá mấy thứ này, Đến lúc đó đều có thể theo Hải Vương, chỗ đó kiếm trở về. Hải Vương tài sản phong phú, cái gì cũng có thể bán đại lão liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hải Vương kế thừa một cái thần bí cửu phẩm kiếp tiên lưu lại truyền thừa, đừng xem nó đỉnh phong thời điểm chỉ là huyền thánh cảnh giới, thân gia của nó so với đại bộ phận cửu phẩm kiếp tiên còn muốn phong phú. Mặt khác, lúc này đây, cái gì cũng có thể bán đại lão cũng là muốn theo, Hải Vương trong tay đạt được một kiện bảo vật là hắn một vị khác hộ khách muốn tiến hàng, dùng bạch ngân thủ sáo vừa vẫn có thể giao dịch món đó bảo vật, sau đó lại theo hải vương chỗ đó chơi đùa một đống linh thạch, còn thêm vài cái thiên tài địa bảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn muốn trước đêm, bạch ngân thủ sáo cho nhập hàng đến. Tống thư hàng tiếp tục nháy mắt con người nhìn qua, cái gì cũng có thể bán, đại lão. Nếu như cái này, tổ vu chúc phúc lấy ra cùng tu sĩ khác giao dịch chỉ sợ tu sĩ khác sớm đã đem bạch ngân thủ sáo giao ra đi. Đây chính là nhất quý giá bước nhảy không gian hệ pháp khí. Thế nhưng Tống Thư Hàng có, hạch tâm thế giới có bạch tiền bối cho hắn chế tác thủ xuyến pháp khí. Tuy rằng hạch tâm thế giới trước mắt còn không có, cự ly ngắn bước nhảy không gian, công năng, nhưng lại tăng cấp mấy lần, nói không chừng thì có chức năng này. Hơn nữa, Tống Thư Hàng hiện tại tiến nhập hạch tâm thế giới, cùng, rời đi hạch tâm thế giới, tọa độ, đã có thể đều rời đi 2-3 mét trái phải. Chỉ cần hắn rất nhanh tiến nhập hạch tâm thế giới, rời đi hạch tâm thế giới, cũng có thể làm được cùng loại, bước nhảy không gian, công năng, chính là khoảng cách ngắn điểm. Nhưng cái này không là vấn đề, bởi vì hạch tâm thế giới là có thể thăng cấp. Về phần tồn trữ 10 món binh khí công năng, tay chuỗi không gian, hạch tâm thế giới đều có thể làm được, hơn nữa có thể tồn trữ càng nhiều, chính là hoán đổi thoáng phiền toái một chút xíu. Thế nhưng, hắn hạch tâm thế giới hoán đổi pháp khí quá trình xoái A. Tỷ như thiên kiếp đầu đạn hạt nhân, tống thư hàng hai tay ôm trước ngực, sau lưng trong hư không đầu đạn hạt nhân như ẩn như hiện, có nhiều bức cách. Cái này tổ vu chúc phúc đối với tống thư hàng mà nói, duy nhất hữu dụng, chính là tổ vu ngưng thị này bằng với là một cái nhằm vào pháp khí cấm ma, pháp thuật. Có thể giam cầm người khác pháp khí, thời điểm mấu chốt có thể tạo được quyết định chiến cuộc tác dụng. Nhưng một mình vì cái này một cái công năng, đem Bạch Ngân thủ sáo, giao dịch đi ra ngoài, khiến Hải Vương gom đủ thánh kiếm chiến tranh bảo giáp tống thư hàng cảm giác không đáng. Audio điện tử võ tấn bền Vì vậy, cái gì cũng có thể bán đại lão, mời người tiếp tục biểu diễn. Cái này tổ vu chúc phúc là chúng ta lần này giao dịch cơ sở, tại nơi này trên cơ sở, tống tiểu hữu người còn có. Hay không kia vật hắn muốn, cái gì cũng có thể bán đại lão trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, ta vừa gọp đủ, 33 thú tổ hợp pháp khí, cuối cùng ba loại tài liệu, trước mắt không nghĩ tới bản thân còn thiếu vật gì. Vì vậy, tiền bối người tới nói một chút còn có thể thêm cái gì để đổi ta bạch ngân thủ xáo. Không muốn lại được nha. Cuối cùng ba kiện tài liệu, cái gì cũng có thể bán đại lão thật là muốn đụng bức tường. Cuối cùng này ba loại tài liệu chính là hắn vừa rồi từ tay cùng Tống Thư Hàng hoàn thành giao dịch hắn cảm giác là một ít không có ý nghĩa bát phẩm vật nhỏ, đang cùng tống thư hàng giao dịch, bạch ngân thủ sáo, thời gian, thuận tay lại làm một cái tiểu đơn. Không nghĩ tới cái này ba kiện tài liệu là mấu chốt đồ vật. Tâm nhét, ghim tâm. Hôm nay hắn phải hay không phải bởi vì bị quấy nhiễu, việc buôn bán xuất hiện lớn như vậy sơ sẩy. Lại nói tiếp, từ khi hình chiếu đến tống thư hàng tiểu hữu phía sau người, hắn cũng cảm giác âm thầm có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn cặp mắt kia bên trong tràn đầy tham lam cái gì cũng có thể bán đại lão luôn cảm giác có chút đứng ngồi không yên khổ tống tiểu hữu ta chỗ này bảo vật số lượng quá mức khổng lồ ta cũng không biết ngươi sẽ nghĩ muốn cái gì nếu như ngươi không ngại lời nói ta có thể đối với ngươi thi triển một cái pháp thuật người phối hợp với ta pháp thuật ta có thể ước chừng cảm ứng được cái nào đồ vật cùng ngươi hữu duyên cái gì cũng có thể bán đại lão nói tống thư hàng tốt ta phối hợp tiền bối sau đó, cái gì cũng có thể bán đại lão chỉ một ngón tay, một cái quần sáng hình dáng đồ vật kèm theo tại tống thư hàng trên thân. Ước chừng 10 cái hô hấp sau. Cái gì đều có thể đều đại lão đưa tay vung lên, một cái màn sáng xuất hiện ở tống thư hàng trước mặt. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, công đức điện mảnh võ. Duyên thọ kim đan chỉ cung người bình thường phục dụng, duyên thọ 200 năm. Phục sinh thập tự giá, trùng sinh loại pháp khí, Phương Tây Thánh Quang tu luyện hệ thống phục sinh pháp khí, lục phẩm phía trước có thể dùng. Lục phẩm sau làm mất đi hiệu quả. Đằng sau, còn có lưu loát một đại sắp xếp vật phẩm danh sách, những cái kia danh sách bên trên nội dung đều là phù văn trạng thái, chỉ có cái gì cũng có thể bán, đại lão bản thân có thể xem hiểu. Bày ra đi ra cung cấp tống thư hàng xem xét chỉ có phía trước ba loại vật phẩm. Ba thứ hạng đầu vật phẩm bên trong tùy ý một kiện tăng thêm, tổ vu chúc phúc đổi cho người bạch ngân thủ xáo cái gì cũng có thể bán đại lão mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười, nói. Quả nhiên đều là ta nghĩ muốn đổ vật, tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Thiên đình mảnh vỡ hắn một mực ở thu thập, duyên thọ kim đan là hắn vì cha mẹ mình, thân hữu chuẩn bị, phục sinh thập tự giá cũng không cần nói, đây mới thực là bảo vệ tính mạng đồ vật. Gần nhất tống thư hàng cảm giác mình tương đối yếu, liên tiếp dùng xong hai loại phục sinh pháp khí. Vì vậy, nếu như trên thân có thể mang một mai phục sinh pháp khí lời nói, hắn tìm đường chết cũng tương đối có tự tin. Như vậy ba chọn một lời nói, muốn chọn thế là tốt hay không nữa? Tống Thư Hàng sờ sờ cầm suy tư. Hai loại, đột nhiên, Tống Thư Hàng trong cơ thể có một thanh âm phát ra. Là Diệp Tư thanh âm. Cái gì cũng có thể bán đại lão, gì đó. Ta là nói, ba chọn hai, chúng ta liền tiến hành giao dịch. Bằng không mà nói, bạch ngân thủ sáo trong tay ta, chúng ta không bàn nữa. Diệp Tư Thanh âm trả lời. Cái gì cũng có thể bán đại lão, chỉ có thể ba chọn một, nếu không ta cần phải lỗ vốn đây. Ta cùng thư hàng cũng không phải quá nhớ muốn cái kia, tổ vu chúc phúc vật kia đối với chúng ta mà nói tương đối gân gà. Nói thật, chúng ta chịu giao dịch cũng là nhìn ở tiền bối mặt mũi của ngươi bên trên, mới chuẩn bị đem bạch ngân thủ sáo giao cho ngươi, nhưng muốn ba chọn hai. Diệp Tư Thanh âm nói, cái gì cũng có thể bán đại lão còn muốn lại ép giá một chút sinh ý đi, vốn chính là có kèm mặc cả quá trình, là tâm lý chiến một loại, xem ai có thể trước nhìn thấu tâm lý đối phương. Nhưng mà, hắn đang muốn lại ép giá thời gian, sau lưng cái loại này bị, tham lam chi nhãn, nhìn chằm chằm vào cảm giác càng phát ra rõ ràng. Thậm chí hắn cảm giác được có loại lực lượng đang len lén, tìm hiểu nguồn gốc muốn thuận theo hắn hình chiếu đi tìm hắn bản thể. Tốt, ba chọn hai, chúng ta giao dịch, cái gì cũng có thể bán đại lão nhanh chóng nói chúng ta cần viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, công đức điện mảnh võ, cùng phục sinh thập tự giá, kim đan lời nói, chúng ta bích thủy các bản thân thì có biện pháp luyện chế. Diệp tư thanh âm tiếp tục nói. Tốt, cái gì cũng có thể bán đại lão sảng khoái nói. Hắn đưa lên cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, tổ vu chúc phúc một mai khảm hoàn tất kim cương thập tự giá, còn có một đoàn đen xì sương mù. Trong sương mù bao vây lấy một tòa loại nhỏ cung điện, đúng là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, công đức điện mảnh võ chỉ cần giải trừ sương mù, công đức điện liền sẽ căng phồng lên, hóa thành nguyên hình. Tống thư hàng tiếp nhận, tổ vu chúc phúc hơi suy nghĩ một chút, đem hắn đeo tại trong tay trái. Tay trái tại tiếp xúc đến kiện pháp khí này đồng thời, xem xét bí pháp phát động. Sau một khắc, toàn thân hắn phun máu, phun thành cái huyết nhân. Cái gì cũng có thể bán đại lão nhìn ngây người. Khá tốt, đại giới còn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Tống Thư Hàng nói khẽ. Liên quan tới kiện pháp khí này tin tức tràn vào đầu óc hắn. Tổ vu chúc phúc, cử phẩm kiếp tiên pháp khí tổ vu chiến giáp bộ đồ một trong, ngũ phẩm có thể sử dụng. Tăng cường người sử dụng đối với, không gian, xúc động. Kích hoạt pháp khí, có thể đi vào đi 500 mét bên trong cự ly ngắn bước nhảy không gian. Pháp khí bổ sung loại nhỏ không gian vị trí, có thể thu xếp 10 món binh khí, trong nháy mắt tiến hành vũ khí hoán đổi bổ sung kỹ năng tổ vu ngưng thị. Này kỹ năng chia hai bước cấp tốc, kích hoạt pháp thuật, tại đối phương pháp bảo bên trên đánh lên ấn ký, kích hoạt ấn ký, đem đối phương pháp bảo chỗ không gian giam cầm, khiến nó trong thời gian ngắn mất đi công hiệu. Ấn ký hiệu quả cả đời. Ồ, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Cái này, tổ vu chúc phúc, cũng là kiếp tiên chiến giáp. Nói cách khác, thứ này cùng, bạch ngân thủ sáo, là một cái loại hình đồ vật. Chật chật chật, cái này thì có ý tứ. Tương lai sẽ không có một ngày, cái gì cũng có thể bán, đại lão lại ngàn dặm xa xôi đến, hoa đại đại giới mua về cái này, tổ vu chúc phúc thủ sáu cái bao tay. Kiện pháp khí này, ngũ phẩm cảnh giới mới có thể sử dụng. Tống thư hàng trước mắt chỉ vẹn vẹn có tứ phẩm. Nhưng mà Diệp Tư là lục phẩm cảnh giới, kích hoạt kiện pháp khí này dư xài. Diệp Tư lực lượng dẫn dắt lên, tổ vu chúc phúc, pháp khí, tại Bạch Ngân Thủ Sáo, bên trên lưu lại ấn ký. Tiếp đó, mới đưa Bạch Ngân Thủ Sáo giao dịch cho, cái gì cũng có thể bán, đại lão. Như vậy, xác nhận giao dịch hoàn thành, Tống Thư Hàng nói. Hợp tác vui vẻ, cái gì cũng có thể bán đại lão thu hồi Bạch Ngân Thủ Sáo, nhanh chóng biến mất. Hắn đi là như thế dồn dập thậm chí không muốn nhiều hơn nữa lưu lại một lát. Kỳ quái, vì cảm giác gì, cái gì cũng có thể bán, tiền bối là ở đào tẩu. Tống Thư Hàng hỏi. Diệp Tư hì hì cười một tiếng, ta cũng có loại cảm giác này, như vậy Thư Hàng, chúng ta lần tới gặp lại. Sứt lời, nàng lại lâm vào đến ngủ say trạng thái. Tống Thư Hàng, nguyên lai like ngươi, truyền thừa, còn không có tiếp thu hoàn thành. Theo tâm ma, bế quan tu luyện, tiếp nhận truyền thừa trạng thái hôn mê bên trong đột nhiên thanh tỉnh, tựa hồ là Diệp Tư đặc thù thiên phú. Thời gian thành bên trong, lục tu tiên tử đám người đem đài rèn thu xếp thỏa đáng chuẩn bị bắt đầu luyện chế xuống một kiện pháp khí khuyển thần tướng quân giới chỉ lúc này tống thư hàng thân ảnh lại hào hứng vội vàng tiến đến lục tu tiên tử lục tu ngẩng đầu lên nhìn tống thư hàng liếc tiếp đó nàng cảm giác lồng ngực của mình lại bắt đầu khó chịu tức giận đều thở không được tới đây nàng khả năng phạm vào thư hàng lòng buồn bực chứng chứng kiến tống thư hàng liền sẽ phạm bệnh lục tu tiên tử ta lại thu tập được mấy thứ bát phẩm chủ tài liệu. Tống Thư Hàng nói 33 loại tài liệu đầy đủ hết, hắn không thể chờ đợi được muốn cùng người chia sẻ giờ phút này mừng rỡ. Ta không nghe, ta không nghe, con rùa tụng kinh. Lục tu tiên tử bịt lấy lỗ tai, vỡ vỡ thì thầm. Nhân, bên kia, thiên đạo phòng tối bên trong. Vân tước tử tiên tử lần nữa trùng sinh. Hi hi hi, thiếp thân tự do, nàng đắc ý cười nói chương 1352, muốn chết rồi, muốn chết rồi, lần này chết chắc rồi. Phục sinh về sau, nàng cảm giác mình trong cơ thể, cửu u ý chí, đã toàn bộ rút đi. Nàng tự do, loại này thân thể của mình bản thân tới đây nắm giữ cảm giác thật tốt, thiếp thân chính là ưa thích loại cảm giác này. Vân tước tử hi hi cười nói, nhưng đang khi nói chuyện, trong cơ thể nàng đột nhiên đã tuôn ra kinh khủng cửu u tà năng, trong nháy mắt chi phối thân thể của nàng nguyên bản trắng nõn làn ra tại trong thời gian ngắn biến thành ám tinh linh màu tím, để nàng toàn thân bao phủ tại tà khí bên trong. Ồ, ồ ồ ồ, sao có thể dạng này? Thân thể ta đã triệt để vỡ nát một lần, căn bản không có khả năng có che giấu cửu u tà năng địa phương đi, vì cái gì còn có cửu u tà năng tồn tại. Đây không phải là tu chân, vân tước tử không dám tin nói. Cười lạnh ngươi cho rằng ta là ai a? À? ta là cửu u chúa tể, chư thiên vạn giới chân chính mạnh nhất tồn tại. Cảnh giới của ta, ta pháp thuật, ý nghĩ của ta há lại ngươi có thể tưởng tượng đến. Cửu U chúa tể thanh âm tại vân tước tử trong cơ thể vang lên. Đang khi nói chuyện, ý thức của nó điên cuồng phản công, chi phối vân tước tử thân thể, áp chế ý thức của nàng. Chờ chút, trước chờ một chút, ít nhất trước thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta a, à, ý thức của ngươi đến cùng ẩn núp ở địa phương nào? Thân thể ta đều tại thiên kiếp bên trong hóa thành cho bụi, không có khả năng có cho ngươi ẩn thân địa phương đi vì cái gì trong cơ thể đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy cửu u tà năng. Vân tước tử lớn tiếng kêu lên. Tiếp tục cười lại ngươi cho rằng ta sẽ đem năng lực của mình giải thích cho ngươi nghe sao. Quả cầu kim loại lỏng nói. Vân tước tử vội vàng nói, ngươi đã làm đẹp trai như vậy tức giận sự tình, dù sao cũng phải cùng người giải thích ngươi một chút vì cái gì có thể đẹp trai như vậy đi. Không giải thích lời nói. Sẽ không người biết rõ người như thế nào che giấu bản thân cửu u tà năng. Không ai biết, giống như áo gấm đi đêm, lại có ý gì? Đắc ý cười đồ ngốc, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Hết hy vọng đi, năng lực của ta sẽ không giải thích cho ngươi nghe. Bởi vì nói không chừng lần sau, năng lực này còn có thể phát lên công dụng. Khiến ngươi biết, ngươi đã có phòng bị, ta tự ít đi một cái chuẩn bị ở sau. Quả cầu kim loại lỏng nói. Không hướng người giải thích bản thân chiêu thức nhân vật phản diện, không phải cái xứng trước nhân vật phản diện A. Vân tước tử thở dài, không nghĩ tới, ta muốn dạng này rời nơi thi đấu. Đắc ý cười, thân thể của ngươi là của ta, bây giờ là, về sau là, vĩnh viễn đều là. Quả cầu kim loại lỏng ý thức triệt để áp chế tới, đoạt lại thân thể quyền khống chế. Vân tước tử, còn chưa kết thúc đây, nếu như một lần không được, lên nhiều tới đây mấy lần. Bát phẩm thiên kiếp thế giới, lại đến, vô luận muốn chết mấy lần trước, ta cũng không tin mất đi năng lượng bổ sung ngươi, có thể lần lượt gắng ngượng qua tới đây nàng thừa dịp cuối cùng trong nháy mắt cơ hội, điên cuồng bộc phát trong cơ thể mình lực lượng, ý đồ lần nữa nhảy vào thiên kiếp thế giới, chết lại một lần. Đồ ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ năm lần bảy lượt cho ngươi thực hiện được sao? Nhớ kỹ, ta là cửu u chúa tể, là thiên hạ này cường đại nhất, cũng là có trí tuệ nhất tồn tại. Quả cầu kim loại lỏng trong giọng nói vậy mà mang theo cưng chiều hương vị. Sau đó, hắn điên cuồng bộc phát bản thân tất cả cửu u tà năng. Nếu như vân tước tử có thể đột phá thiên đạo phòng tối, đi độ bát phẩm huyền thánh kiếp, vậy nó cũng có thể bộc phát cửu u tà năng, đem vân tước tử nhục thân đưa vào đến, ma kiếp thế giới, đi độ bát phẩm ma kiếp đi. Ma kiếp thế giới thế nhưng là hắn sân nhà, đến lúc đó, hắn có thể đem vân tước tử cảnh giới một hơi đẩy vào đến bát phẩm cảnh giới, để nàng không cách nào nữa dựa vào bát phẩm huyền thánh kiếp, thiên kiếp thế giới, chế tạo. Vĩnh viễn chấm dứt hậu hoạn. Vân Tước Tử lệ rơi đầy mặt, a a a, thiếp thân không muốn a. À. Mỉm cười đồ ngốc, cái này có thể không phải do ngươi a. À. Quả cầu kim loại lỏng nói khẽ. Sau một khắc, Vân Tước Tử thân hình lần nữa theo Thiên Đạo tiểu hắc tầng bên trong biến mất. Nhưng lúc này đây, nàng tiến nhập không phải thiên kiếp thế giới mà là ma kiếp thế giới. Tống thư hàng hạch tâm trong thế giới. Lục tu tiên tử là vị trí thành tín thủ tín tiên tử, coi như mình tâm bị ghim mình đầy thương tích coi như là ngực lớn đều bị khó chịu không thở nổi, nhưng mà Tống Thư Hàng nếu như đưa lên, 33 thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ tài liệu luyện khí, nàng liền sẽ hết toàn lực của mình, đem cái này hai bộ pháp khí chế tạo xong. Chế tạo xong hai bộ pháp khí, đổi lấy tứ tu tự do thân. Lục tu tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Tứ tu đã bị vây khốn, cửu tu phượng hoàng đao, thời gian quá dài, là lúc cho nó tự do. Tiếp đó, tự do của nàng liền giao cho hắn. Lục Tu tiên tử ngắm nhìn đang gõ tạo, Ngọc Thố tiên tử áo choàng thất tu thánh quân. Nàng xem chúng nam nhân nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Thất Tu đồng dạng trở về Lục Tu liếc, mỉm cười. Hắn sẽ dùng hai tay của mình đem Lục Tu giải cứu ra. Đây là hắn cho Lục Tu hứa hẹn, cũng là tốt nhất cầu hôn lễ vật. Bên kia, Tống thư hàng đang tại cho đệ tử của mình giảng giải, Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nội dung Sở Sở, Tước Yêu Tiểu Thải ngồi ngay ngắn lấy, nghe Sư Tôn giảng pháp. Tu nhỏ hóa lý âm trúc thì ngồi ở tống thư hàng trong ngực ngủ, ngáy. Thông nương đồng dạng ngồi ở bên cạnh, nàng hóa thành nhân hình, hai đầu gối lên để đó, cửu tu phượng hoàng đao tiến hành đao thiền, lắng nghe cửu tu phượng hoàng đao thanh âm. Giảng giải sau khi kết thúc, Tiểu Thải lên tiếng dò hỏi, "Đúng rồi sư phụ, ta chẳng lẽ có thể bắt đầu chủ bị bản mệnh pháp khí luyện chế ra?" nàng hiện tại đã tứ phẩm cảnh giới, tại ngũ phẩm lúc trước tốt nhất chế tạo rời bổn mạng của mình pháp khí. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đưa tay lấy ra một cây, kình thánh cốt, giao cho tiểu thải, người gần nhất tu luyện rất chăm chỉ, qua một thời gian ngắn, người mang theo căn này kình thánh cốt đi minh quang thành tìm lục tu tiên tử, mời nàng xuất thủ thay người luyện chế, nghịch kinh vũ sĩ quyển sáo. Về phần phí tổn, đến thời điểm liền từ vi sư trước thay người ứng ra đi. Thuận tiện, cũng có thể khiến tiểu thải thể nghiệm một cái, lục tu tiên tử, nghiêm tâm xong chủy tính giá phương pháp. Sở sở trừng to mắt nhìn qua kình thánh cốt, nàng nghe nói qua, cái này xương cốt là bát phẩm cấp bậc tài liêu. Thư hàng sư phụ liền nhẹ nhàng như vậy đem hắn thưởng cho đệ tử. Tiểu thải tiếp nhận xuân cá voi, hưng phấn gật đầu, cảm ơn sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Tống thư hàng vuốt vuốt lông mày nói, tiểu thải, con đường tu luyện ngoại trừ vất vả tu luyện bên ngoài, còn muốn chú ý nghỉ ngơi, lao động nhàn hạ kết hợp mới được." Tiểu thải mở to hai mắt nhìn, "Nghỉ ngơi? Tại sao có thể nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi là người chết mới có thể làm một chuyện. Sư phụ, ta yêu thương tu luyện, tu luyện để cho ta vui vẻ. Không tu luyện, tình nguyện chết. Một giây không tu luyện, ta liền toàn thân không thoải mái khó chịu. Ta không muốn tình yêu, ta hiện tại trong lòng chỉ có một việc tâm tình, đó chính là tu luyện." Vì vậy tình yêu đã là dư thừa đồ vật, ta thích tu luyện thắng được thế gian hết thảy. Tiểu thải dùng cánh vỗ ngực của mình, lớn tiếng tuyên cáo. Tống thư hàng buồn giàu vuốt vuốt bản thân mi tâm hắn cái này khai sơn đại đệ tử, tựa hồ hết thuốc chữa. Lúc này, bên kia sở sở nhấc tay hỏi, cái kia sư phụ, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, 33 loại công pháp bên trong, ta thích hợp trong đó loại nào. Nàng chuẩn bị đổi tìm đến tống thư hàng môn hạ, chuyển tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Thậm chí còn chuẩn bị quăng kiếm học đao. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, người đến bên cạnh ta, ta có pháp môn có thể xác định thích hợp nhất người tu luyện công pháp. Xuất lời, Tống Thư Hàng hái đi tay trái mình, tổ vu chúc phúc chuẩn bị dùng giám định thuật xem xét xuống sở sở thích hợp tu luyện công pháp khác hệ. Khi hắn tháo xuống, tổ vu chúc phúc thời điểm, đột nhiên phát hiện thủ sáu cái bao tay, bên trong người cách tiểu trong không gian, vậy mà cất giấu một vật đây là cái gì tống thư hàng tâm niệm vừa động đem giấu ở thủ sáu cái bao tay trong không gian vật phẩm chuyển di đi ra trong tay hắn xuất hiện một tấm cổ xưa quyển trục bằng da thú tống thư hàng tiện tay đem hắn mở ra ở trên nội dung ánh vào trong mắt của hắn huyền thánh giảng pháp đạo tâm loại ma thiên tam tinh cấp giảng pháp bản thảo tống thư hàng cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyền thánh giảng pháp bản thảo cái gì cũng có thể bán đại năng cũng có đang bán loại này bản thảo. Hay hoặc giả là tổ vu chúc phúc, nguyên chủ nhân, mua đây là ngày huyền thánh giảng pháp bản thảo về sau, đặt ở thủ sáu cái bao tay, bên trong, chuẩn bị trải qua huyền thánh kiếp sau sử dụng. Nhưng kết quả còn không có dùng tới, liền cúp. Tống thư hàng suy tư về, lại đem cái này bản thảo thả trở lại, tổ vu ban thường tổ ở trong. Tóm lại, thứ này có thể trở thành là cái gì cũng có thể bán đại lão tặng phẩm đi. Lần tới có rảnh có thể đi hỏi một chút trong nhóm tiền bối, cái này quyển sách, Huyền Thánh giảng pháp bản thảo có hay không có bị người sử dụng qua. Nếu như không ai dùng qua xong lời nói, tương lai có một ngày, hắn dựa vào thực lực của mình tấn chức Huyền Thánh thời điểm, nói không chừng có thể dùng đến quyển bản thảo này đây. Coi như là tương lai bản thân không dùng được, còn có thể đem bán nha. Đến, Sở Sở, đưa tay đưa qua tới đây." Tống thư hàng đối với Sở Sở nói. Sở Sở rũi ra bản thân xanh nhạt bàn tay nhỏ bé. Tống Thư Hàng mở ra bàn tay to của mình, chụp vào sở sở bàn tay nhỏ bé. Tại hai người bàn tay sắp tiếp xúc đến trong nháy mắt. Tống Thư Hàng biến mất. Cứ như vậy lăng không biến mất không thấy gì nữa. Sở Sở một mặt mộng bức. Tiếp đó, nguyên bản ngồi ở Tống Thư Hàng trong ngực lý âm trúc, đặt mông rơi xuống dưới đất, đồng dạng một mặt mộng bức. Sư phụ, sở sở lên tiếng kêu lên. A à, Tống, Lý Âm trúc kêu lên. Đi đâu rồi, một cái đại người sống vì cái gì nói không gặp đã không thấy tâm hơi. Cùng lúc đó, Tống thư hàng tay trái đưa tay về phía trước, bắt được một cái tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé. Xem xét bí pháp khởi động. Xôn sao. Tống thư hàng thân thể đại xuất huyết, xuất huyết mức độ mạnh đáng sợ, thân thể của hắn biến thành tiên huyết phun máu. Vọng Thiên, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là xem xét một cái sở sở muốn trả giá lớn như vậy đại giới tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó một đoạn tin tức trở về tống thư hàng trong đầu quyền nữ ngôn vân tước tử chủ nhân bất xảo cốt ở vào bị nhập vào thân trạng thái tất, tất 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 liên quan tới đằng sau tin tức toàn bộ bị xóa đi bởi vì dính đến một cái khác tôn kinh khủng tồn tại tin tức tống thư hàng lần này xem xét bí pháp không để cho hắn rong huyết mà chết đã là kỳ tích huyền nữ môn vân tước tử tiền bối. Lại tới, tống thư hàng trong hốc mắt có huyết lệ tuôn ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé chủ nhân, vân tước tử tiền bối, người lại muốn độ kiếp. Năm thảo, tại hắn trước mắt vân tước tử, một thân, ám tinh linh làn ra trong hai tròng mắt hiện ra tà khí chính là màu tím. Đây là ma hóa trạng thái vân tước tử. Nàng còn không có thoát khỏi cửu u đại lão. Muốn chết rồi, muốn chết rồi, lần này chết chắc rồi. chương 1353, chín đại tiên cốt thành hình. Sách, tiểu gia hỏa ngươi cùng vân tước tử đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao mỗi lần nàng độ kiếp, người đều bị truyền tống đến. Trước mắt tà khí bản vân tước tử nói khẽ. Tống thư hàng, tính, không cần trả lời, dù sao, ngươi lập tức muốn chết rồi. Tà khí bản vân tước tử nói, nơi này là ma kiếp thế giới, bát phẩm ma kiếp sắc hàng lâm lấy người cái này nhỏ yếu tứ phẩm thân thể, không có vân thức tử thủ hộ, chỉ có một con đường chết. Tống thư hàng, ma kiếp thế giới. Vân thức tử tiền bối không đi độ, huyền thánh kiếp chạy đến ma kiếp thế giới tới. Oanh! Trong hư không, có màu tím ma kiếp lôi rơi xuống. Bát phẩm cấp bậc ma kiếp, chính diện đánh chúng đủ để đem tống thư hàng thoáng cái chém thành cho bụi. Ma kiếp rơi xuống, bao phủ tống thư hàng cùng vân thức tử. Lúc này đây, tống thư hàng liền nắm vân tước từ tay căn bản không cách nào trốn tránh không được ta không thể để cho tống thư hàng tiểu hữu chết đi lúc này vân tước tử ý thức vậy mà lại có sống lại dấu hiệu nàng cưỡng ép khống chế được thân thể của mình ngăn tại tống thư hàng trước mặt mở ra hai tay đi thừa nhận ma kiếp uy lực ma kiếp oanh tại trên người nàng đại bộ phận uy lực đều bị nàng thừa nhận chỉ có một phần nhỏ uy lực còn lại rơi vào tống thư hàng trên thân cung, huyền thánh kiếp thiên kiếp, lực lượng ma kiếp nói hùa loại có được lấy rèn luyện tu sĩ thể chất hiệu quả, điều kiện tiên quyết là tu sĩ nếu có thể miễn dịch, cửu u tà năng, xâm cắn. Không có, không cần dẫy dụa nữa. Quả cầu kim loại lỏng phát ra tiếng nói, coi như là người thay hắn ngăn trở ma kiếp huy lực lại có thể thế nào. Ma kiếp bên trong cửu u tà năng đem quán chú thân thể của hắn, đem hắn rơi xuống làm tà ma. Vậy cũng so với chết mất mạnh hơn, Vân Tước Tử ý chí kiên định nói. Tống Tiểu Hữu ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết ở phía trước ta. Vân Tước Tử cắn răng nói. Lúc này, Tống Thư Hàng mặt không biểu tình, trên thân thể quấn quanh lấy màu đen hồ quang điện. Lôi quang như xà, tại hắn trên thân tán loạn. Đau đớn kịch liệt khiến hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt. Cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, ba đại luyện thân pháp trước tiên kích hoạt vương bát chuyên gia thuấn tự chủ mở rộng, nhưng vương bát chuyên gia thuấn ở vào phong ấn trong trạng thái, không cách nào hoàn toàn ngăn trở ma kiếp chi kiếp. Vân tước tử run rẩy nói, rời ta xa một chút, có thủ đoạn gì mau chóng thi triển. Tựa như lúc ấy huyền thánh kiếp, rời xa ta. Đồ ngốc nơi này là ma kiếp thế giới, nơi này là địa bàn của ta, ta nắm trong tay ma kiếp cường độ. Coi như là hắn chạy ra lại xa, chỉ cần ý niệm của ta khẽ động, ma kiếp như trước sẽ tập trung vào hắn không cần vùng vẫy muốn chết a à, muốn rơi xuống làm ma a à. quả cầu kim loại lỏng phát ra tiếng nói tống thư hàng toàn thân run rẩy thừa dịp ma kiếp không đương trong lúc hắn đánh cho cái lăn lăn rời vân tước tử tốc độ không nhanh nhưng hắn thái độ kiên định nhưng mà cùng với quả cầu kim loại lỏng nói coi như là tống thư hàng cách xa vân tước tử trong hư không ma kiếp còn là tập trung vào hắn oanh đợt thứ hai ma kiếp đáp xuống đại bộ phận nghênh đón vân tước tử rơi xuống, còn có một phần nhỏ hướng về tống thư hàng. Ngưng kết đi, hàn băng tinh, vân tước tử đưa tay chỉ hướng tống thư hàng. Một khối to lớn hàn băng tại tống thư hàng đỉnh đầu thành hình, thay hắn đã ngăn được thiên kiếp lôi. Nhưng ở thi triển pháp thuật này về sau, vân tước tử bản thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Quả cầu kim loại lỏng một lần nữa nắm giữ cỗ thân thể này. Sau một khắc, hắn bình tĩnh tại trên người của mình in lại nắng hơn phong ấn, đem vân tước tử ý thức một mực chân áp. Ít nhất tại đây trận thiên kiếp phía trước, sẽ không lại cho người rời tới quấy rối Quả cầu kim loại lòng nói. Vân tước tử ý thức, chỉ có thể như một ở ngoài đứng xem, nhìn xem ma kiếp thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Tống tiểu hữu thiếp thân hết sức á. Vân tước tử thầm nghĩ trong lòng. Nàng làm được thân là một vị tiền bối, có thể làm được hết thảy, kế tiếp liền nhìn Tống Thư Hàng vận mệnh của mình. Tiền bối đã tận lực. Tống Thư Hàng tiếp tục tại nỗ lực lăn lộn, lăn một vòng lại một vòng. Thật vất vả lăn đến khoảng cách, huyền nữ môn vân tước tử, 100 mét bên ngoài khoảng cách. Khoảng cách này, vậy là đủ rồi. Bạch tiền bối, kế tiếp ta sống hay chết liền nhìn ngươi. Tống Thư Hàng trong lòng nói. Ngay tại vừa rồi, luồng thứ nhất ma kiếp hạ xuống xong, Bạch Tiền Bối cảm ứng được hắn bị kéo vào, ma kiếp thế giới. Tiếp đó, Bạch Tiền Bối trước tiên phát tới tin tức, khiến hắn lăn lộn rời đi, vân tước tử, ít nhất 100 m vị trí. Khoảng cách này xuống, hắn có thể lưng quả cầu kim loại lỏng, cho tống thư hàng thêm chút bảo vệ tính mạng đồ vật. Trên bầu trời, vân tước tử ngưng tụ ra tới đây hàn băng càng ngày càng nhỏ, lập tức muốn hòa tan. Chỉ chờ hàn băng hòa tan, ma kiếp liền sẽ trực tiếp rơi vào tống thư hàng trên thân, Đưa hắn chém thành cho bụi, thần hình đều diệt. Mà lúc này, có một cái thon dài bàn tay xuất hiện, lặng lẽ khác ở tống thư hàng trên lưng. Sau đó, một cái hình tròn bát quái trận hiển hiện, bảo vệ tống thư hàng thân thể. Bát quái trận bắt đầu xoay tròn, ở trên khắc lấy một vòng viễn cổ văn tự. Liều mạng khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn. Cỡ nào tên quen thuộc, lần trước tống thư hàng bọn người ở tại ma kiếp thế giới thí nghiệm, thiên kiếp bom nguyên tử. Thiên kiếp bom hydro, thời điểm, liền thể nghiệm qua cái này tới đây tự, bạch tiền bối, gia trì. Đã có cái này gia trì về sau, ít nhất tại cửu U thế giới, Tống Thư Hàng có thể khóa lại một giọt máu cuối cùng. Quả cầu kim loại lỏng là cửu U chúa tể nhưng bạch tiền bối đồng dạng là cửu U chúa tể. Hơn nữa, luận lai lịch, bạch tiền bối còn đang ở quả cầu kim loại lỏng phía trên. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, bát phẩm huyền thánh kiếp so với bát phẩm ma kiếp muốn kinh khủng nhiều hơn bởi vì tại hiện thế hắn không có giống bạch tiền bối dạng này đại lão hậu trường bạch tiền bối ngươi không trực tiếp đem ta mang rời ma kiếp thế giới sao tống thư hàng hỏi bạch tiền bối không được như vậy cái này béo cầu liền sẽ biết ngươi là cùng ta quan hệ trong đó đến lúc đó hắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp tiêu diệt ngươi lúc này quả cầu kim loại lỏng phát ra tiếng nói hãy chờ xem vân tước tử mở to hai mắt nhìn xem vị thiếu niên này hủy diệt đi thiếu niên này hủy diệt, nhất định có thể mang cho vân tước tử, tự trách tâm tình. Chỉ cần sinh ra mặt trái tâm tình, quả cầu kim loại lỏng có thể càng dễ dàng thao túng vân tước tử, phai mở ý chí của nàng. Oanh! Cửu U Ma kiếp chính diện đánh trúng Tống Thư Hàng. A a a Tống Thư Hàng phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa, thể nghiệm đến bản đầy đủ, bát phẩm thiên kiếp, uy lực. Trước kia trải qua bát phẩm thiên kiếp, đều từ công đức xà mỹ nhân, khôi lỗi muội tử, bạch tiền bối, huyền nữ môn vân tước tử, chờ đại lão thay hắn ngăn trở đại bộ phận thiên kiếp uy lực, lúc sau hắn bản thân thừa nhận một phần nhỏ nhất uy lực còn lại. Mà lần này, hắn là dựa vào nhục thể của mình, toàn diện tiếp thu một lần bát phẩm ma kiếp uy năng. Nhục thân muốn bị vỡ nát thông thường. Ma kiếp lực lượng tại hắn trong cơ thể bảo tạc, loại lực lượng này không chỉ phá hư nhục thể của hắn, còn muốn phá hủy linh hồn của hắn. Tống Thư Hàng toàn thân bị tạc cháy đen, chỉ trừ một hơi hơi tàn chân chính chỉ kém một hơi. Đổi thành thanh máu HP lời nói, liền thừa một giọt máu. Tại liều mạng khóa máu bất tử trạng thái bản rút gọn ảnh hưởng, cái này một giọt máu, kiên định khiến Tống Thư Hàng còn sống sót. Oanh oanh oanh, một lớp bát phẩm ma kiếp oanh xong, Tống Thư Hàng chỗ mặt đất bị tạc rời hố to. Chết rồi, quả cầu kim loại lỏng nhàn nhạt tuyên cáo Tống Thư Hàng tử vong. Hô hố bên trong Tống Thư Hàng run rẩy rũi lên cánh tay, run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía huyền nữ môn vân tước tử há mồm phun ra một hồi khói đen. Cái này khói đen là hắn trong cơ thể đều bị thiên kiếp lực lượng trưng khô về sau, phun ra khí tức. Còn chưa có chết, quả cầu kim loại lỏng khống chế được vân tước tử nhục thân, nhíu mày. Không chỉ không chết, còn vui vẻ. Thiên kiếp dừng lại về sau, Tống Thư Hàng thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Tại hắn sau lưng, lại có một cái viễn cổ thánh viên hư ảnh ngưng tụ thành hình đại biểu cho tống thư hàng thánh viên long lực thần công nâng cao một bước đồng thời nho gia kim cương thân cũng không cam chịu yếu thế càng tiến một bước chư thiên vạn giới công pháp vạn pháp quy tông làm luyện đến cảnh giới nhất định về sau đều sinh ra không sai biệt lắm công hiệu nho gia kim cương đang ở đại thành sau đó đồng dạng tại tống thư hàng sau lưng bắt đầu ngưng tụ ra hư ảnh tới đây nhưng mà hắn ngưng tụ không phải hầu tử, mà là từng quyển thư điển. Kinh thư vừa ra, chính là ba quyển. Tống thư hàng sau lưng, một đại hai tiểu hai cái, viễn cổ thánh viên, hư ảnh song song mà đứng. Tại thánh viên trong tay, xuất hiện một quyển kim quang sán lạn thư điển, phía trên hiện lên nho ra văn tự, chính khí lẫm liệt. Thánh viên hư ảnh vậy mà hiện ra một loại thư sinh khí chất tới đây. Hai đại chư thiên vạn giới đứng đầu thối thể công pháp đồng thời tấn cấp về sau, phản hồi lực lượng cho Tống Thư Hàng. Hơn nữa Vân Thước Tử cho ăn Tống Thư Hàng ăn vào đan dược bắt đầu triển khai dược hiệu. Tống Thư Hàng trong cơ thể, cây thứ thư căn tiên cốt thành hình, tiên cốt cắm dễ tại Tống Thư Hàng phì kình ngư đan, tiểu cảnh giới lại một lần tăng lên. a à, a à, à, không muốn nhanh như vậy a à. Tống Thư Hàng dùng sức nện đất. Ta thật vất vả gọp đủ 33 thú tổ hợp pháp khí tài liệu, lại đem tất cả tài liệu giao cho lục tu tiên tử hơn nữa trả lại cho lục tu tiên tử kéo một chi chế tạo pháp khí đoàn đội đến. Còn muốn biện pháp đem các nàng đưa vào đến, thời gian thành, bên trong, lấy 12 lần hiệu suất chế tạo pháp khí. Ta đã như vậy cố gắng, mắt thấy ta, 33 thú tổ hợp pháp khí, thành công đang nhìn, cảnh giới vậy mà lại bắt đầu đua xe. Ta không phục, ta không phục a à. Chết cho ta, xa xa, quả cầu kim loại lỏng cắn răng nói. Hắn cảm giác mình mặt mũi bị hao tổn, không nghĩ tới cái này tiểu tu sĩ tại bát phẩm ma kiếp xuống cũng không chết quả cầu kim loại lỏng điều động ma kiếp uy lực lần này tống thư hàng cùng vân tước tử thừa nhận tỷ lệ vì năm năm oanh một nửa ma kiếp rơi vào vân tước tử trên thân một nửa khác rơi vào tống thư hàng vị trí tống thư hàng lại là một hồi kêu thảm trọn vẹn cả ngày đi qua vân tước tử thiên kiếp còn đang ở oanh rơi sách còn không chết Quả cầu kim loại lỏng cẩn thận đánh giá Tống thư hàng. Mỗi một lần, Tống thư hàng thừa nhận thiên kiếp về sau, đều chỉ còn lại một hơi, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng chính là kém một chút như vậy điểm. "Thú vị, thú vị." Quả cầu kim loại lỏng lên tiếng nói. Vân Tước Tử vừa tiến vào thiên kiếp trạng thái, cái này tiểu tu sĩ cũng sẽ bị dẫn vào. Vân Tước Tử có được bất hủ cốt, mà cái này tiểu tu sĩ có được bất tử thuộc tính giữa hai người khẳng định có cái gì lớn lao liên hệ. Người cũng là của ta, quả cầu kim loại lỏng hướng Tống Thư Hàng phát ra tuyên cáo. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, trong hốc mắt hai hàng huyết lệ, đã xong, chín căn tiên cốt. chương 1354, Vĩnh Biệt, còn hơi sớm, không nên buông tha. Tại dược lực, linh quỷ, thiên lôi thối thể các loại hiệu quả ảnh hưởng, Tống Thư Hàng trong cơ thể đệ cửu cây tiên cốt thành hình. Chín căn tiên cốt kim tại phì kình hư đan bên trên, để nó chụp lên một bộ toàn thân giáp, mập cá voi võ mập trang bị đến tận răng, nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Mà chín đại tiên cốt tề tụ về sau, chính là một bước cuối cùng tiên cốt lực lượng củng cố hư đan, đem hư đan rèn luyện đến mức tận cùng, tiếp đó hóa hư thành thực, ngừng tụ vô thượng kim đan đại đạo. Quá trình này đối với tu sĩ mà nói, là quan hệ đến nửa đời sau trọng yếu quá trình, trọng yếu vô cùng. Một viên kim đan định đại đạo, kim đan đan văn cùng sở hữu cửu vân, cái này trực tiếp quan hệ đến tu sĩ tương lai có thể bò lên trên bao nhiêu độ cao. Kim đan phẩm cấp càng cao, tương lai ngay tại tu sĩ đường lên có thể đi càng xa. Nhất văn đến tam văn kim đan, như không có kỳ ngộ, cuối cùng cả đời cũng chính là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Mà bốn văn đến sáu văn tu sĩ kim đan, chỉ cần không may vẫn lạc, trên cơ bản đều có hy vọng tấn chức lục phẩm linh quân cảnh giới, thất phẩm linh tôn cũng có hy vọng. Nếu muốn càng tiến một bước, nhân tiền hiển thánh tấn trước bát phẩm huyền thánh lời nói, vậy ít nhất muốn bảy văn trở lên kim đan mới được. Cửu châu nhất hào quần, có vài vị tứ phẩm cảnh giới thành viên, kẻ tại tứ phẩm cảnh giới đỉnh phong thời gian rất lâu, vì chính là tại trùng kích cảnh giới kim đan, thời điểm, nhất cỗ tác khí, ngưng tụ thất long văn kim đan. Tu chân giới tu sĩ, tại ngưng tụ đề cửu cây tiên cốt về sau, sẽ có một bộ phương pháp tới đây tính ra bản thân trùng kích cảnh giới kim đan thời điểm, ước chừng có thể ngưng tụ ra bao nhiêu đạo long văn tiếp đó thừa dịp đồ kiếp lúc trước, còn có biện pháp tăng lên bản thân long văn số lượng. Tỷ như lợi dụng quý giá bảo vật, hoặc đổi tu đặc thù công pháp, hứa đại thệ, tích công đức. Lúc trước vô cực ma tông công tử hải một nhóm người, trăm phương ngàn kế lấy tới, huyết thần toàn vì chính là tăng lên bản thân đám người trùng kích kim đan thời điểm, ngừng tụ số long văn mức độ. Ma tống thư hàng này cá ướp muối, một hơi chạy vội tới chín căn tiên cốt hắn cũng không có tới đây kịp học tập tính ra bản thân, Long văn phương pháp. Vì vậy, hắn căn bản không biết mình độ kiếp lời nói, có thể ngưng tụ mấy Long văn kim đan. Đáng giận, một lần nữa cho ta một chút thời gian a. À. Tống thư hàng dùng sức nện đất. Hắn tứ phẩm cảnh giới bạo tạc thăng cấp, khẳng định thuộc về căn cơ bất ổn, cái chủng loại kia không có thực vững chắc đánh. Loại tình huống này, hắn kim đan Long văn có thể có mấy đạo một đảo, hai đảo, còn là ba đảo. Cửu châu nhất hào quần, bên trong tiền bối, sẽ không có một vị, số long văn, là thấp hơn bảy đảo. Hắn nếu như chỉ có một hai ba đạo long văn, ở đâu có mặt ngốc ở cửu châu nhất hào quần. Không bằng trực tiếp lui quần. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Hắn, 33 thú tổ hợp pháp khí, mắt thấy có cơ hội thành hình, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tắc. Cảm ơn ngài, bá tống tiền bối ta đây một đời, cuối cùng gặp gỡ ngài thật thật vui vẻ thật xin lỗi ta phụ ngài chúc phúc vĩnh biệt bá tống tiền bối lúc này một cái thanh âm yếu ớt tại tống thư hàng trong lòng vang lên tống thư hàng cái này rõ ràng không phải bạch tiền bối thanh âm bạch tiền bối thanh âm không phải loại này tinh tế thanh âm cái này thanh âm là ở đâu ra là của người nào thanh âm vì cái gì đột nhiên truyền lại đến trong đầu của ta phải biết rằng hắn hiện tại có thể tại mà kiếp thế giới bên trong là một cái rất phong bế thế giới. Có thể đem thanh âm trực tiếp truyền lại đến đầu óc hắn, cần mạnh như thế nào cảnh giới. Thế nhưng, đối phương lại mâu thuẫn xưng hô hắn là Bá Tống Tiền Bối tựa hồ cũng không phải một phương cường giả bộ dạng. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, trên người hắn thanh ấn khẽ chấn động. Ngay sau đó, Bá Tống thanh ấn đem một cái hình ảnh truyền lại đến trong đầu của hắn đó là một mảnh không người sa mạc thế giới. Có một cây một mét cao cây nhỏ, chính thừa nhận nổi giận tia chớp. Cái này gốc cây nhỏ thân cây rất nhỏ, nhưng rễ của nó sợi dâu cũng rất khổng lồ, cắm rễ ở sa mạc ở chỗ sâu trong, mỗi một cây đều có hơn 60 thước chiều dài. Lúc này, cây nhỏ thân cây trái đen, rễ cây cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Tại hắn bên người, hiện đầy quyển trục bằng gia thú, thư tịch, mộc hệ pháp bảo mảnh vỡ. Hắn tại độ kiếp, mà bây giờ đã nhanh chống đỡ không nổi nữa. Hắn pháp khí, quyền trục hết thảy thủ đoạn đều tại thiên kiếp bên trong bị hủy diệt, bản thể cũng bị thương nghiêm trọng. Lại tiếp tục nữa, chỉ có thân tử đạo tiêu một cái lựa chọn. Cây nhỏ yếu ớt thở dài, hẹn gặp lại, mọi người. Tại trên lưng của nó, có một cái, bá tống thánh quân, thánh ấn thiểm thiểm tỏa sáng. Tiếp đó còn có một đi viết lưu niệm chúc mế lộ lộ phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, càng ngày càng tươi tốt nguyên lai là hắn tống thư hàng rốt cuộc nhớ tới cái này gốc cây nhỏ là thần thánh phương nào đây là hắn ngưng tụ bá tống thánh ấn về sau mỗi một lần con dấu đối tượng thụ yêu mễ lộ lộ một cái rất thiện lương tiểu thụ yêu hơn nữa còn là tống thư hàng người hâm mộ đang nhìn đến tống thư hàng về sau rất kích động thậm chí bẻ bản thân nhánh cây mời tống thư hàng để nó đề từ thông qua thánh ấn cảm ứng Tống Thư Hàng phát hiện mễ lộ lộ lúc này trong cơ thể chân nguyên đã chăm không còn một, sắp khô kiệt. Trên đỉnh đầu, thiên kiếp như trước minh mông. Vì vậy, mễ lộ lộ đã tuyệt vọng. Không nên buông tha, Tống Thư Hàng thử dùng, thành ấn cùng mễ lộ lộ giao lưu. Khó khăn nhất thời điểm, chính là cách thành công không xa ngày. Tàn khốc thiên kiếp muốn đem chúng ta đánh đập, nhưng chúng ta lại sẽ không khuất phục tại thiên kiếp bạo lực mễ lộ lộ dường như đã nghe được tống thư hàng thanh âm nàng kinh ngạc chuyển động cây thân thể bốn phía quan sát thế nhưng nàng cùng không nhìn thấy tống thư hàng thân ảnh là ảo cảm giác sao tại tiếp cận tử vong lúc ta xuất hiện nghe nhầm đã nghe được bá tống tiền bối thanh âm sao mễ lộ lộ nói khẽ mễ lộ lộ bây giờ nói vĩnh biệt còn hơi sớm buông ra tinh thần của ngươi tới đây thừa nhận lực lượng của ta đi tống thư hàng trầm giọng nói sau một khắc hắn thúc giục trong cơ thể mình cái kia liên tục không ngừng tuôn ra tiên thiên chân nguyên rót vào bản thân thành ấn bên trong thành ấn cùng ấn ký ở giữa có một cái vô hình truyền công thông đạo năng lượng truyền lại quá trình sẽ có rất lớn hao tổn thế nhưng cái này truyền công con đường quý tại thuận tiện vô luận ở nơi nào đều có thể tiến hành truyền công nhiều nhất hao tổn năng lượng nhiều một ít bên kia nguyên bản ở vào trong tuyệt vọng mễ lộ lộ đột nhiên cảm giác trên lưng của mình một hồi nóng lên đồng thời bá tống tiền bối cái kia thanh âm uy nghiêm truyền vào trong đầu của nàng tàn khốc thiên kiếp muốn đem chúng ta đánh đập nhưng chúng ta lại sẽ không khuất phục tại thiên kiếp bạo lực mễ lộ lộ bây giờ nói vĩnh biệt còn hơi sớm buông ra tinh thần của ngươi tới đây thừa nhận lực lượng của ta đi tiếp nhận bá tống tiền bối lực lượng trong lúc đang suy tư theo nàng trên lưng, thánh ấn con dấu, bên trong, có một đạo tinh thuần đến đáng sợ, tiên thiên chân nguyên, tuôn ra. Cái này một đạo tiên thiên chân nguyên tiến nhập thân thể của nàng về sau, giống như cam lộ thoải mái nàng khô kiệt kinh mạch, nhanh chóng bổ sung năng lượng của nàng. Cái này tiên thiên chân nguyên tinh thuần mức độ, là mễ lộ lộ bản thân chân nguyên gấp trăm lần. Tống thư hàng một thân tiên thiên chân nguyên, bao giờ cũng đều có lục phẩm cảnh giới, linh quỷ diệp tư, thay hắn rèn luyện, ngoại trừ Diệp Tư bên ngoài, hạch tâm thế giới, bát phẩm thánh ấn, bát phẩm nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, hai đại thế giới đứng đầu thối thể công pháp, công đức xà mỹ nhân, tất cả đều có thể tạo được rèn luyện chân nguyên độ tinh khiết hiệu quả. Chẳng khác gì là một đám lục phẩm, bát phẩm tồn tại bao giờ cũng tại vì tống thư hàng chiết xuất chân nguyên. Hắn cái này một thân tiên thiên chân nguyên độ tinh khiết, đương nhiên mạnh dọa người. Hơn nữa hắn lúc này trên thân tăng vào chân nguyên, là ở bát phẩm thiên ma kiếp, xuống rèn luyện đi ra, cường độ nâng cao một bước. Một đạo chân nguyên chống đỡ trăm đạo trở lên, tuyệt không khoa trương. a à, a à, à, mễ lộ lộ kêu to lên. Tại nàng trên lưng, thánh ấn còn giấu, còn đang ở kéo dài không ngừng truyền lại bá tống tiền bối lực lượng đến. Đúng, ta sao có thể buông tha, cứ việc ta hiện tại trong tay không có vật gì, không có bất kỳ pháp bảo, đan dược, nhưng ta còn có bá tống tiền bối chống đỡ ta. Ta muốn ngẩng đầu về phía trước, tiến xa. Mễ Lộ Lộ trên người có một ít héo rũ nhánh cây không ngừng rơi xuống. Tiếp đó, có mới cành mầm sinh trưởng. Tân sinh cành mầm so với xưa cũ cường đại hơn, càng cứng cỏi. Phía dưới rễ cây cũng là như thế, xưa cũ đã hoại tử rễ cây bị đoạn đi, mới rễ cây sinh trưởng, cắm rễ trong lòng đất, hấp thu lòng đất linh lực. Oanh oanh oanh, ngũ phẩm thiên kiếp hóa thành cường hãn pháp khí, đối với Mễ Lộ Lộ tiến hành sát phạt trong tay đã không có bất kỳ pháp khí mễ lộ lộ, rũi ra bản thân cành, cường hãn nghênh đón tiếp lấy. Cành bị thiên kiếp biến thành pháp khí nổ, đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng mễ lộ lộ không sợ chút nào. Càng nhiều nữa cành nghênh đón tiếp lấy, mễ lộ lộ đem bản thân một thân sở học triển khai đến cực hạn. Cứ việc trong tay của ta không có vật gì, nhưng ta muốn dùng những thứ này tay hợp lại rời tương lai của mình. Đối với mễ lộ lộ mà nói, cành chính là cánh tay của nàng. Nhánh cây không ngừng nổ, nhưng lại liên tục không ngừng có mới cành sinh trưởng, mọc rễ nảy mầm. Bá tống tiền bối truyền tới, chân nguyên bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh cơ lực lượng. Mễ lộ lộ cành bị tạc nứt ra, rơi xuống tại trên sa mạc. Những thứ này nổ rách cành bên trong, còn ẩn chứa theo bá tống tiền bối cái kia lấy được chân nguyên. Sau một khắc, những thứ này cành vậy mà mọc rễ nảy mầm, cắm rễ ở trong sa mạc, nhanh chóng sinh trưởng coi như là tại thiên kiếp cũng không cách nào ngăn lại những thứ này càng sinh trưởng. Năm sóng thiên kiếp về sau, Mễ Lộ Lộ bên người dài ra một mảnh nhỏ cây biển. Không buông bỏ, không lùi về sau, không khuất phục. Mễ Lộ Lộ kiên định nói. Bởi vì Bá Tống Tiền Bối đang ủng hộ ta. Tại Mễ Lộ Lộ trong lòng, Bá Tống Tiền Bối thân ảnh càng phát ra cao lớn. Mà lúc này, tại Mễ Lộ Lộ trong lòng cao lớn lên Bá Tống Tiền Bối nằm ở một cái trong hố sâu đang bị ma kiếp lôi quất soi. A a a không được a à, một cái mễ lộ lộ hoàn toàn chưa đủ a à. tống thư hàng nói coi như là hắn toàn lực hướng mễ lộ lộ cái kia quán thâu chân nguyên nhưng thánh ấn thông đạo một lần có thể truyền tống lực lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa mễ lộ lộ cũng chịu không được hắn tất cả lực lượng. Điều này sẽ đưa đến tống thư hàng mặc dù tại dốc sức liều mạng truyền công nhưng hắn lực lượng trong cơ thể còn đang ở tăng vọt ta yêu thương tu luyện tu luyện để cho ta vui vẻ jpg ta thích tu luyện thắng được thế gian hết thảy jpg lại một thanh âm truyền vào tống thư hàng trong đầu là hắn khai sơn đại đệ tử tước yêu tiểu thải thanh âm đúng rồi tiểu thải trên thân cũng có hắn đóng dấu xuống ấn ký thế nhưng trực tiếp truyền công cho tiểu thải không tốt lắm đâu tống thư hàng vẫn có hạn cuối hắn không muốn trở thành là tống nhai tử Chương 1355, Tống Nhai Tử. Không tồn tại. Sư phụ, là ngươi sao? Ta cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi." Tước Yêu Tiểu Thải đột nhiên lên tiếng nói. Cùng mễ lộ lộ thanh âm, tiểu thải thanh âm cũng trực tiếp truyền vào Tống thư hàng trong đầu. "Tống thư hàng, sư phụ, sư phụ, có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho ta nhanh lên tấn chức ngũ phẩm." Tiểu Thải lên tiếng hỏi. Tống thư hàng trong lòng khẽ động, tiểu thải ngươi là muốn nhanh lên tấn chức ngũ phẩm, hóa thành nhân hình sao? Tiểu thải hóa thành nhân hình về sau, hẳn là muốn đi tìm nàng bắt yêu nhân đại thúc đi. Nghiêm túc tu luyện tiểu thải tuy rằng rất đáng yêu, nhưng tiểu thải loại mô thức này đã tiến nhập cực đoan. Thân là hắn đại đệ tử, Tống Thư Hàng còn là hy vọng tiểu thải sớm ngày khôi phục bình thường. Phải, sư phụ, ta muốn sớm chút hóa thành nhân hình, tốt với người tu luyện đao pháp. Tước yêu hình thái ta đây, tuy rằng có thể tu luyện, Cường thủ, lấy cánh làm đao, nhưng cùng chân chính đao pháp trung quy là có khác nhau. Ta phải nhanh lên một chút hiện ra hình người, tu luyện tu luyện rồi tu luyện." Tiểu thải hưng phấn nói. "Tống thư hàng, sư phụ, người tấn cấp nhanh như vậy, có phải hay không có cái gì khiếu môn?" Tiểu thải dò hỏi. "Tống thư hàng, tu luyện một đạo, quý tại kiên trì. Một bước một cái dấu chân, há có đường tắt có thể tìm ra. Đừng vọng tưởng, nỗ lực tu luyện mới là vương đạo." là, sư phụ, tiểu thải trả lời. Tiếp đó, Tống thư hàng dập máy cùng tiểu thải ở giữa liên hệ. Tiểu thải không phải lý tưởng truyền công đối tượng nếu để cho tiểu thải cảnh giới tăng vọt lời nói, đối với nàng bây giờ chưa khỏi hẳn chỗ. Không giải quyết nàng, khúc mắc vấn đề, ngũ phẩm tâm ma kiếp tuyệt đối sẽ đã muốn mạng của nó. Vì vậy, tuyệt đối không thể cho tiểu thải truyền công. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng, không cho tiểu thải truyền công lời nói, hắn còn có thể cho ai truyền công. Cổ hồ quan hai cái thiếu niên, đấu chiến Phật Tông ba cái cờ bắp tăng, thi lô ly. Không nên không nên, đây đều là cửu châu nhất hào quần, tiền bối để cử đến, khiến hắn còn giấu phòng thiên nhai tử đạo trưởng truyền công. Đây là các tiền bối đối với hắn tín nhiệm. Nếu như hắn hóa thân, tống nhai tử đối với các tiền bối đệ tử cách không truyền công lời nói, tương lai hắn có cái gì mặt đi gặp cửu châu nhất hào quần, tiền bối. Hơn nữa, lấy tống thư hàng tính cách, cũng làm không thấy loại sự tình này. Trừ phi những thứ này bị hắn đóng dấu đối tượng, cũng giống như mễ lộ lộ trong lúc đó cần kế hoạch lớn mức độ nguồn năng lượng ủng hộ, hắn có thể không chút lựa chọn chuyển đại lượng năng lượng đi qua. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vậy mà tìm không thấy chuyển công đối tượng, tâm tính thiện lương nhét. Bạch tiền bối, không được, tiếp tục như vậy nữa ta muốn tấn chức ngũ phẩm, ngừng tụ kim đan. Chúng ta, 33 thú tổ hợp pháp khí, khả năng không có đùa giỡn. Tống Thư Hàng đối với Bạch Tiền Bối truyền âm. Chính hắn là không có chiêu, cho nên muốn nhìn xem Bạch Tiền Bối có thể hay không có biện pháp. Bạch Tiền Bối trả lời, chờ ta với, cho ta một chút thời gian, ta đang bể bộn lấy. Vội vàng gì đó gì đây? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Bạch Tiền Bối, hi 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 hi, phát hiện một cái di chuyển bảo tàng, bên trong có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta đang tại truy tung vị trí của hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn đơn giản chạy. Tống thư hàng đột nhiên trong lòng khẽ động, thốt ra cái gì cũng có thể bán đại lão. Người quản hắn gọi, cái gì cũng có thể bán, sao? Sách, một cái di chuyển bảo tàng cũng dám được xưng, cái gì cũng có thể bán. Khẩu khí ngược lại không nhỏ, Bạch Tiền Bối ha ha cười nói. Tống thư hàng, Bạch Tiền Bối đây là theo dõi, cái gì cũng có thể bán, đại lão. Thế nhưng dạng này không phải cướp bóc sao có thể hay không có chút không tốt lắm người cảm giác không tốt lắm là được rồi bạch tiền bối nói như kỹ ta là cửu u chúa tể a à. tập hợp thế gian tà ác nhất hỗn loạn tại một thân tồn tại ta đi cướp bóc quả thực là đạo lý hiển nhiên sự tình kỳ thật ta không cướp bóc mới là rất khác thường sự tình tống thư hàng vỗ vỗ bản thân đầu dùng trò chơi thuật ngữ mà nói bạch tiền bối là thuộc về tà ác trận doanh cướp bóc rất bình thường nha ta ác trận doanh không đi cướp bóc chẳng lẽ còn muốn đi chăm sóc người bị thương nhưng luôn cảm giác có chỗ nào là lạ nhưng lại nói không nên lời sách lại chạy mất ra hỏa này thực cơ chí trơn trượt khó bắt mỗi lần ta sắp tiếp cận liền chạy bạch tiền bối thở dài tống thư hàng xem ra bạch tiền bối cùng cái gì cũng có thể bán đại lão ở giữa bắt trò chơi đã tiến hành vài ván tính hôm nay tính hắn vận khí tốt qua mấy ngày bắt nữa hắn người bên kia lại xảy ra chuyện gì ta không phải cho ngươi lưu lại cái khóa máu bất tử trạng thái đi cái kia công năng là ta bản thân nghiên cứu phát minh cửu u pháp tắc sau mân mê đi ra béo cầu hắn có lẽ không phát hiện ra được mới đúng bạch tiền bối nói tống thư hàng a à, trở về chính sự tiền bối không tốt ta sắp độ kiếp rồi vậy độ a dù sao người bây giờ lại không chết được bạch tiền bối nói tống thư hàng không đúng a nếu như ta độ kiếp lời nói, sẽ thoát ly, ma kiếp thế giới, a à, Dù sao ta muốn độ chính là thiên kiếp, đến thời điểm, liều mạng khóa máu trạng thái, sẽ không dùng đi. Càng trọng yếu chính là, chúng ta, 33 thú tổ hợp pháp khí, vẫn chưa hoàn thành. Ta một tấn chức ngũ phẩm, ngừng tụ kim đan về sau, tổ hợp pháp khí liền lại cũng không có cơ hội hợp thành. 33 thú tổ hợp pháp khí cùng phổ thông đầy đủ pháp khí bất đồng, hắn nhất định phải tại ngũ phẩm cảnh giới phía trước lắp ráp, mới có tỷ lệ hợp 33 là 1. Nếu như tại ngũ phẩm sau mới hoàn thành, vậy không phải một cái bộ đồ, mà là 33 kiện phân tán pháp khí. Đương nhiên, Tống Thư Hàng cũng có thể lựa chọn đem 33 kiện pháp khí toàn bộ trang bị lên, dù sao cũng không ai quy định tu sĩ chỉ có thể trang bị bao nhiêu kiện pháp khí. Người ngừng tụ chín căn tiên cốt rồi hả? Bạch tiền bối hỏi. Đúng vậy a à, hơn nữa trong cơ thể năng lượng còn đang ở đua xe, ta phì kình hư đan không ngừng bị rèn luyện, khoảng cách độ kiếp càng ngày càng gần. Ta thông qua, thánh ấn truyền công cũng không kịp. Tống Thư Hàng nói, không chỉ có là cảnh giới, hắn thánh viên long lực thần công, bởi vì nhục thân chịu bát phẩm thiên kiếp rèn luyện dưới tình huống, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, sau lưng của hắn đã có một lớn tám nhỏ đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh, mỗi đầu thánh viên trong tay đều bưng lấy một quyển nho ra kinh. Hắn hiện tại, nhục thân cường độ song bạo bình thường ngũ phẩm tu sĩ hai bộ đỉnh cấp thối thể công pháp đồng tu, hiệu quả cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như là bình thường, ngũ phẩm thiên kiếp hắn tay không tất sắt đều có nắm chắc đánh bạo. Đã như vậy, chỉ có cho ngươi, 33 thú tổ hợp pháp khí, nhanh lên thành hình. Bạch tiền bối sờ sờ cầm, nói. Tống thư hàng cười khổ nói, ta đã tận lực, 33 loại tài liệu ta đã bù đủ, phụ trợ tài liệu cũng sung túc. Lục tu tiên tử bên kia còn có một cái chế tạo đoàn đội, hơn nữa ta còn đem các nàng đưa vào đến thời gian thành bên trong, gấp 12 lần hiệu suất tại chế tạo pháp khí. Lục tu tiên tử chế tạo pháp khí tốc độ đã đến cực hạn. Trừ phi lại kéo một đội lục tu tiên tử đến, nếu không đã mau không nổi. Đã dùng tới thời gian hệ bí cảnh rồi hả? Thư hàng ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn có thể làm nha. Bạch tiền bối tán dương. Đón lấy, hắn lại nói, nếu như bên kia đã bắt đầu ra tốc, vậy cũng chỉ có đem bên này tốc độ thả chậm thời gian tốc độ thả chậm, điều này có thể làm được, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Không có vấn đề, ta thế nhưng là cửu u chúa tể. Nhưng mà, phải nghĩ biện pháp khiến béo cầu, mắc kẹt, lên một chút. Ta có thể xuất thủ quấy nhiễu, mà kiếp thế giới, thời gian trôi qua. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, nói, Bạch Tiền Bối, ngươi không cảm giác đem ta trực tiếp cầm ra ma kiếp thế giới, để cho ta thoát khỏi, ma kiếp, thối thể, sẽ càng đơn giản sao? không được, ta à, muốn ngươi ở ma kiếp thế giới bên trong độ kiếp, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, ta muốn làm một cái thú vị thí nghiệm, ngươi lần này độ ngũ phẩm thiên kiếp, ngay tại ma kiếp thế giới bên trong đến đi. Đừng nóng vội, ta trước hết nghĩ biện pháp khiến béo cầu, mắc kẹt một cái. Bạch Tiền Bối suy tư nói. Tống Thư Hàng, ước chừng 10 cái hô hấp sau. Bạch Tiền Bối, xong chưa? Tống Thư Hàng hỏi hắn cảm giác mình phì kình hư đan đã tiếp cận bão hòa bước tiếp theo muốn hóa hư thành thực không có biện pháp ta xuất động bản thể đi kích thích béo cầu đi bạch tiền bối nói tống thư hàng suy nghĩ một chút nói bạch tiền bối ta hỏi thăm vấn đề hiện tại vân tước tử tiền bối nếu như bị ảnh hưởng cực lớn có thể hay không khiến béo cầu mắc kẹt nhất định sẽ béo cầu hiện tại phụ thân vào vân tước tử trên thân bạch tiền bối nói Tống Thư Hàng, ta đây khả năng có cái biện pháp. Nói qua, hắn lấy ra một mai trong mắt. Nho ra thánh nhân lườm ai người đó mang thai chi nhãn. Tống Thư Hàng hít sâu, tại, ma kiếp, che giấu xuống, móc rất bản thân mắt trái, lại nhanh chóng đem nho ra thánh nhân chi nhãn chất lên. Tại hắn đem nho ra thánh nhân chi nhãn chất lên trong nháy mắt, sau lưng cái kia chín đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh dường như nhận lấy dẫn dắt. Chín đầu viễn cổ thánh viên xếp thành một loạt, chúng nó chỉnh đề lật ra trong tay nho ra thư điển, nho ra kim cương thân vận hành tống thư hàng trên người có chính khí hiển hiện, chín đầu viễn cổ thánh viên trên thân mơ hồ trong đó nhiều hơn một thân nho sam, chúng nó mở ra kinh thư về sau bắt đầu dùng tống thư hàng nghe không hiểu ngôn ngữ ngâm vịnh kinh thư lên nội dung, mà tống thư hàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trong chọc hướng độ khiếp bên trong vân tước tử tiên tử ngây thơ cái này con mắt công hiệu ta so với người rõ ràng hơn muốn dùng hắn công kích ta. Quả cầu kim loại lỏng nói. Hắn một mực chú ý tống thư hàng, thấy rõ hắn vụng trộm móc trong mắt, chất lên nho ra thánh nhân chi nhãn quá trình. Quả cầu kim loại lỏng khống chế được, vân tước tử, thân thể, trên thân khẽ chặn lại, né tránh, nhìn là mang thai. Nhưng ngay tại hắn đồng đưa nửa người trên lúc, vân tước tử bờ eo thon bé bỏng rồi lại hiện lên ép hình dáng vặn trở về. 3. Nhìn là mang thai đánh chúng vân tước tử không có khả năng, quả cầu kim loại lỏng trừng to mắt, hắn lần này đã triệt để đem vân tước tử chấn áp, vì cái gì thân thể còn sẽ không bị khống chế. Vân tước tử ý chí, có cường đại như vậy? Nếu quả thật có cường đại như vậy, cái kia vân tước tử lại tại sao biết bị hắn đơn giản cướp lấy thân thể? Nhưng bất kể như thế nào, nhìn là mang thai đánh trúng mục tiêu. Mà vân tước tử lúc này thân thể là thất phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nàng bờ eo thon bé bỏng nhanh chóng phình lên, 10 cái hô hấp về sau, cũng đã 10 tháng hoài thai. Mà thừa dịp trong chấp nhóm này, bạch tiền bối lặng lẽ đối với, mà kiếp thế giới, động tay chân. Lại một lát sau, bạch tiền bối vì tống thư hàng đưa lên, khuyển thần tướng quân giới chỉ cùng, ngọc thố tiên tử áo choàng chương 1356, tuyên cáo, 33 thú tổ hợp pháp khí, ở đây thành hình. Khuyển thần tướng quân giới chỉ, ngọc thố tiên tử áo choàng đều hai bộ, tất cả đều là không lắp ráp thả kiện. Tống Thư Hàng móc ra, bá Tống Thánh Ấn, dùng sức che ở cái này bốn bộ thả kiện lên, tại ma kiếp thiên lùi oanh kích xuống, hắn ương ngạnh đem bốn kiện pháp khí tổ hợp hoàn thành. Ở thời điểm này, hắn căn bản không kịp đi xem xét cái này hai kiện pháp khí thuộc tính. Đem một bộ đặt ở bên người, một cái khác bộ xuyên thủng trên thân, dùng để ngăn cản thiên kiếp thương tổn. Tiếp tục, Bạch Tiền Bối nói. Sau đó, lại là hai bộ pháp khí bị truyền tới độc giác như vương đầu khôi, thánh tượng thống xoái trụ một kiện là mũ bảo hiểm pháp khí một kiện khác là một cây vừa thô vừa to cây cột mũ bảo hiểm pháp khí chả có thể lý giải sử dụng phương thức cái này vừa thô vừa to cây cột tính là cái gì tính vũ khí sao tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bên trong thánh tượng quyển sách tu luyện giả điều khiển bản mệnh pháp khí lúc phi hành chẳng phải là phải đứng ở một cây trên cây cột phi hành hình tượng này cẩn thận ngẫm lại còn là hơi bị đẹp trai tống thư hàng nắm lên Bá Tống Thánh Ấn dùng sức đóng dấu, lặp lại phía trên quá trình, đem bốn bộ pháp khí tổ hợp hoàn thành. Một bộ lắp ráp tốt sau để một bên, một cái khác bộ hướng mặc trên người bên trên. Mũ bảo hiểm có thể đeo lên, cây cột chỉ có thể đứng lên phóng tới bản thân bên người. Tại hắn hoàn thành pháp khí lúc, bạch tiền bối lại vì hắn đưa lên, ngàn dặm thần mã dày cùng với hắc dương dũng sĩ giới chỉ. Sau đó là âm ảnh xà vương thứ cùng với cự lộc lão quân cung dây, giới chỉ đều dễ lý giải, đằng sau một kiện là dao ngắn vũ khí, một kiện là cự cung, cũng có thể xem hiểu chúng nó tác dụng. Mỗi lần Tống Thư Hàng lắp ráp hoàn thành hai kiện pháp khí về sau, Bạch Tiền Bối liền nhanh chóng đón đến tiếp sau hai kiện, không có dừng lại qua. Tống Thư Hàng tại lắp ráp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đồng thời, trong đầu không khỏi hiển hiện lục tu tiên tử. Thất tu thánh quân mang theo một đoàn tam thập tam thú thần tông luyện khí đại sư, điên cuồng ra tốc luyện khí hình ảnh hôm nay các nàng, tại chính mình trong mắt xem ra, nhất định như là phim quay nhanh gấp mấy chục lần. Vừa nghĩ tới lục tu tiên tử đám người điên cuồng ra tốc luyện khí hình ảnh, Tống Thư Hàng trong lòng cũng cảm giác thú vị đây là Tống Thị tưởng tượng giảm đau nhất phương pháp. Tưởng tượng một ít tốt đẹp, chuyện thú vị, chuyển di chú ý của mình lực lượng, giảm bớt trên thân thể thống khổ. Tiếp tục, Bạch Tiền Bối nói. Sau đó, lửa tiên tông sư phất trần nhân hai, lạc đà lực sĩ nham nhân hai bị truyền tống đến phất trần pháp khí tương đối bình thường, đạo tông cao thủ tu luyện này chủng loại loại pháp khí không ít. Lạc đà lực sĩ nham, cái này là một khối to lớn mỏm núi đá bộ dáng pháp khí. Đây là dùng để nện người sao. Phất trần các loại pháp khí trước lưu vào, tổ vu chúc phúc, 10 cái vũ khí cách bên trong, nham thạch cùng với cây cột cùng một chỗ, đặt ở bên người. Tăng thêm tốc độ, tốc độ bão tố, bạch tiền bối thúc giục nói. Đang khi nói chuyện, hắn lại truyền tống đến hai kiện pháp khí thả kiện. Giã chư phách giả tràng giác, miêu yêu tiên cơ thần môn. Cái này tam thập tam thú thần tông pháp khí, càng ngày càng không theo sáo lộ xuất bản nữa a. À. Tống thư hàng một bên đưa tay tại pháp khí thả kiện bên trên đóng dấu, đem chúng nó lắp ráp, một bên đậu đen rau má nói. Giã chư phách giả đích tràng giác, nhìn qua liền theo công thành vũ khí, dạng này pháp khí là chuyên môn dùng để đánh người khác tông môn dùng sao còn có cái này miêu yêu tiên cơ thần môn, chính là hai miếng đại môn, trên cửa khắc lấy đáng yêu meo meo ảnh chân dung. Thân là đại môn, hắn một chút cũng không uy vũ. Đừng đậu đen rau má, điểm ấy đậu đen rau má thời gian dùng tại lắp ráp pháp khí lên, có thể nhanh hơn ngươi một phần ngàn giây tốc độ. Tiếp tục, Bạch Tiền Bối nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối một hơi truyền tống bốn loại pháp khí thả hiện tại tống thư hàng trước mặt. Kim Sư Vương giả bức tường, bạch hổ vương giả bức tường băng sa vương giả bức tường lôi ưng vương giả bức tường tứ phía dày đặc vách tường ở trên có hùng sư bạch hư băng sa lôi ưng chân dung thứ cho tống thư hàng sức tưởng tượng chưa đủ hắn thật sự không cách nào tưởng tượng tu luyện sư tử hổ cá mập ưng bốn loại khí phách hệ thống thú thần tông đệ tử tại biết mình bản mệnh pháp khí là lấp kín vách tường thời điểm tâm tình lại nói loại này vách tường loại pháp khí muốn làm sao sử dụng. Có lẽ, có thể cùng, nhiều yêu tiên cơ thần môn, dùng để phòng ngự. Tống thư hàng mở rộng tưởng tượng của mình. Mèo, sư tử, hổ, cá mập, ưng, năm hệ thú thần tông đệ tử, đối mặt địch nhân thời điểm hình ảnh. Xem ta thiên địa huyền càn khôn nhất kiếm, địch quân phát khởi cường lực công kích. Mèo, sư tử, hổ, cá mập, ưng năm hệ thú thần tông đệ tử lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên xoay người, hai tay dùng sức vỗ vào dưới đất. Triệu hoán miêu yêu tiên cơ thần môn. Triệu hoán kim sư vương giả bức tường. Triệu hoán bạch hổ vương giả bức tường. Triệu hoán băng sa vương giả bức tường. Triệu hoán lôi ưng vương giả bức tường. Một cửa bốn bức tường nhanh chóng mọc lên, tầng tầng lớp lớp, ngăn trở địch nhân cường lực tiến công, khiến công kích của địch nhân không công mà lui. Kỳ thật não bổ một cái, hình tượng này còn là rất anh Tuấn chính là lãng phí chúng nó anh tuấn pháp khí tên tiền tố, tiền tố đều là vương giả, nghe xong liền cao lớn bên trên. Không nghĩ tới triệu hoán đi ra nhưng là lấp kín bức tường. Tống thư hàng đem bốn bức tường vách tường để qua một bên. Ngay từ đầu ta cảm giác 33 thú thần tổ hợp pháp khí là một bộ khôi giáp các loại, nhưng ta hiện tại ta cảm giác tại tạo phòng ở. Mấy thứ này đến cuối cùng, rút cuộc là làm sao tạo thành một cái hình vuông thần bí. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối, đừng nói chuyện, tiếp tục làm việc. Hùng viêm quân đoàn chiến cổ, hắc báo thống soái cờ xí đều hai bộ bị truyền tống đến. Một cái là chống trận, có thể cùng, giã chư phách giả tràng giác, phân loại đến cùng một chỗ, đều thuộc về công thành loại pháp khí. Hắc báo thống soái cờ xí nhìn qua giống như là vũ khí, giống như thương lại như cờ xí, tống thư hàng đem hắn thu vào, tổ vu chúc phúc bên trong. Theo sát phía sau, Bạch Tiền Bối lại đưa tới lang nha tê liệt tiến cùng cửu vĩ thiên hồ nỏ. Cái này hai kiện pháp khí cùng, cự lộc lão quân cung, phối hợp cùng một chỗ, đúng lúc là cung, nỏ, tiến bộ đồ. Thu nhập, tổ vu chúc phúc, ở trong. Tăng thêm tốc độ, thời gian của chúng ta có hạn, tốt nhất tại béo cầu khôi phục lại lúc trước, hoàn thành 33 loại pháp khí chế tạo. Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng đem hết toàn lực, nhanh hơn còn sót lại pháp khí lắp ráp quá trình xuyên sơn giáp hộ tâm kính, tiên hạc quân tử dực quan, cự giải hoàng kim chiến giáp, chuột ma bạo quân song đao, lão viên thánh sư lợi kiếm, cá heo âm ba cự pháo. Đây đều là phòng ngự pháp khí hoặc là vũ khí. Tôm hùm thần chiến xa đây là từ tôm hùm, không, là do Hà Long kéo chiến xa pháp khí. Phách kê ngâm sướng kèn, thất thải trồn đá bảo tháp, nhạn vĩ tiên sinh tiên cầm. Cái này ba loại coi như là bình thường loại pháp khí. Kèn, bảo tháp, đàn đều là tu sĩ pháp khí bên trong tương đối thông thường đồ vật. Thử ma ngược sát đảo thứ, cái này chơi điện, nhìn lại chính là từng dãy gai ngược, tống thư hàng hoàn toàn không thể giải thích vì sao tác dụng của nó. Ở đây, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ chế tạo xong. Ta bản mệnh pháp khí, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo, còn đang ở bản thể chỗ đó. Tống thư hàng phát hiện nghiêm trọng nhất sự tình. Mà bản thể còn bị nhốt tại, thiên đạo phòng tối, bên trong bởi như vậy lời nói, bạch tiền bối tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, có thể chế tạo xong, nhưng hắn bản thân cái kia một bộ rồi lại kém mấu chốt nhất bộ phận. Mặc dù nói phát hiện trong tay hắn còn có, kinh thánh cốt lại khiến lục tu tiên tử chế tạo một cái, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo, vẫn là tới đây kịp. Thế nhưng, bản thể hắn cái kia, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo, là rất tồn tại đặc thù, là hắn, lấy thân luyện khí đã chết một lần sau mới đánh tạo nên, có phi phạm ý nghĩa, hơn nữa thuộc tính bên trên cũng vượt qua bình thường, nghịch kình vũ sĩ quyền sáu, một mảng lớn. Tiên tổ trang pháp khí, người bản thể ta đến nghĩ biện pháp. Bạch tiền bối lên tiếng nói, kế tiếp, ta muốn khôi phục, ma kiếp thế giới, thời gian trôi qua, trong lúc người có thể sẽ có một chút dị ứng phản ứng, chú ý một cái. Bạch tiền bối nhắc nhở. Tốt, Tống Thư Hàng cắn răng một cái, bắt đầu án lấy tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tổ hợp quá trình, lấy ý chí của mình dẫn dắt 33 loại pháp khí. Một bộ pháp khí dung hợp cơ hội chỉ có một lần, đây là đánh bạc nhân phẩm lúc. Bắt đầu đi, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Ở trước mặt hắn, có một bộ Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trôi nổi, ở trước mặt hắn hội tụ, chúng nó giữa lẫn nhau sinh ra đồng cảm, kim sắc gợn sóng nhộn nhạo ra. Tổ hợp pháp khí cuối cùng hội diễn biến thành cái gì? Hình vuông thần bí, hoặc là những vật khác, Tống Thư Hàng thầm nghĩ đối với mình trăm cây nghìn đắng tụ tập tam thập tam thú pháp khí đến cùng có thể tạo thành cái gì tống thư hàng trong lòng tràn đầy chờ mong tuyên cáo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ở đây thành hình tống thư hàng giơ tay lên trầm giọng nói oanh trên bầu trời xù lên một mảnh kim sắc lôi minh ma kiếp thế giới bên trong xù lên kim sắc lôi điện lộ ra đặc biệt chướng mắt sau một khắc kim sắc lôi điện hung hăng hướng tống thư hàng bổ tới đây là ngũ phẩm kim đan thiên kiếp. Tại đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo xong về sau, 33 loại pháp khí đồng cảm, thoáng cái đem tống thư hàng cảnh giới đổ lên cực hạn. Vậy là giờ phút này, thiên kiếp hàng lâm. Oanh thiên kiếp đánh xuống, hung hăng bổ vào cái kia lơ lửng đệ nhất bộ tam thập tam thú pháp khí bên trên. Tống thư hàng cùng pháp khí tâm thần tương liên, hắn có thể cảm ứng được pháp khí thừa nhận thiên kiếp oanh kích, rèn luyện. Thiên kiếp không ngừng đánh rớt. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác ý thức của mình dường như phân chia thành hai nửa, một trước một sau. ở phía sau chính là cái kia ý thức, có thể chứng kiến phía trước Tống Thư Hàng. phía trước Tống Thư Hàng mãnh liệt xoay đầu lại, sau đó liền chứng kiến cái khác. Tống Thư Hàng đứng ở phía sau, tại tay phải của hắn bên trên đeo đúng là ngịch kình vũ sĩ quyền sáo. Bạch tiền bối đem ta bản thể chuyển di đã tới, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Không, ta còn chưa bắt đầu kiếm người chính ngươi lại đột nhiên đã tới. Bạch tiền bối thanh âm vang lên. Không phải bạch tiền bối. Cái kia chẳng lẽ là bạch tiền bối oan cảm ứng được bản thể hắn độ kiếp, đem người đưa đã tới. Lúc này, tống thư hàng bản thể tay phải mở rộng ra, trong tay, nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, rời khỏi tay. Nguyên bản chính thừa nhận, thiên kiếp, rèn luyện pháp khí bên trong, một cái khác nghịch kình vũ sĩ quyền sáo chủ động rời khỏi thoái vị. Bản thể cái kia đặc thù, ngịch kình vũ sĩ quyền sáo, tiến nhập tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trận doanh. Còn lại 32 loại pháp khí, tự chủ quay chung quanh đến, lấy nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, làm hạch tâm, xoay tròn lấy, bắt đầu tổ hợp. Cái này đầu, nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, là đặc thù thể, cường độ cùng thuộc tính đều vượt xa còn lại tam thập tam thú pháp khí. Hơn nữa nó là tống thư hàng chế tạo kiện thứ nhất, bản mệnh pháp khí. Hắn vừa xuất hiện giống như vương giả, tự nhiên là tổ hợp pháp khí hạch tâm. Oanh! Trên bầu trời, đợt thứ hai, thiên kiếp, đáp xuống. Cái này sóng thiên kiếp sau đó, đợt thứ ba thiên kiếp bắt đầu tố loại. Ngưng tụ là đủ loại thiên kiếp vũ khí, có trường mâu, có cung tiến, có trường thương, tập trung tống thư hàng. Tống thư hàng bản thể bước nhanh đến phía trước, trong cơ thể tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, điên cuồng vận hành, đồng thời ra lệnh tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngưng tụ, Tống Thư Hàng phân thân làm ra động tác giống nhau, hắn dựa lưng vào bản thể, đồng dạng điên cuồng vận hành, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hắn đối với thứ hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hạ ngưng tụ mệnh lệnh. Hai cái bất đồng Tống Thư Hàng, tựa ở cùng một chỗ về sau, cả hai lực lượng trong cơ thể bắt đầu đồng cảm, giao hội tại cùng một chỗ. Khi bọn hắn khí hải trong đan điền, phi kinh hư đan ngửa đầu gào thét, bắt đầu hóa hư thành thực một bước cuối cùng, cả hai đồng thời lập tức tay phải, trầm giọng nói tổ hợp. Dầm dầm, hai bộ bất đồng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bắt đầu mối nối, phảng phất như là Transformer tại biến loại, 33 loại pháp khí không ngừng biến hóa hình thái, án lấy tống thư hàng ý chí tạo thành bất đồng hình thái. Oanh oanh oanh, ngũ phẩm thiên kiếp biến thành vũ khí không ngừng đáp xuống, rơi vào tam thập tam thú pháp khí phía trên, nhưng bị hai bộ tam thập tam thú pháp khí đơn giản ngăn cản, hóa giải thiên kiếp lực lượng trở thành rèn luyện pháp khí quá trình, thành tựu hai bộ tam thập tam thú pháp khí khiến chúng nó biến càng cường đại hơn, giữa lẫn nhau dung hợp càng thêm thuận lợi. Đang tiếp thụ thiên kiếp rèn luyện trong quá trình, tam thập tam thú pháp khí khó tránh khỏi mang theo một tia thiên kiếp lực lượng. Tại nguyên bộ bát phẩm, tam thập tam thú pháp khí, chế tạo xong về sau, ngũ phẩm thiên kiếp đối với ta mà nói đã không có chút nào độ khó. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua thiên kiếp, coi như là tam thập tam thú pháp khí ở vào phong ấn trạng thái, nhưng chúng nó bản chất chủ tài liệu là bát phẩm cường độ bầy ở cái kia. Chỉ cần tế ra bộ này pháp khí, ngũ phẩm thiên kiếp nằm đều có thể vượt qua. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại muốn thừa nhận không chỉ có là ngũ phẩm thiên kiếp. Bên cạnh còn có vân tước tử tại độ bát phẩm ma kiếp. Thiên kiếp cùng ma kiếp là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Trên lý luận mà nói, hai loại lực lượng nên là tương khắc. Thế nhưng, ai cũng không bảo đảm hai loại tương khắc kiếp đụng phải cùng một chỗ về sau, hội diễn biến thành cái gì. Ngộ nhỡ làm ra cái giống như thái cực biến hóa, thiên kiếp cùng ma kiếp dung hợp là thiên ma kiếp gì đó đây này. Phi phi phi, mỏ quả đen, đại cát đại lợi. Không phải khả năng, mà là nhất định. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm vang lên. Tống thư hàng. Thiên kiếp cùng ma kiếp gặp nhau về sau, không có lẫn nhau triệt tiêu chúng nó sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra biến hóa kinh người. Bạch tiền bối nói, đang khi nói chuyện, trong hư không, thiên kiếp ngưng tụ ra một mai, đạn đạo, bộ dáng Ngũ phẩm thiên kiếp cực hạn uy lực, thiên kiếp đạn đạo. Mà lúc này, vân tước tử ma kiếp chủ động dẫn dắt đến, bám vào thiên kiếp đạn đạo bên trên. Hai loại tương khắc kiếp lúc này lại nước sữa hòa nhau. Là người dở trò quỷ, xa xa, dịch thể kim trúc cầu nhìn qua tống thư hàng, người quả nhiên là cái thú vị thân thể. Người là của ta, a a a a, đau quá, thật kỳ diệu cảm nhận sâu sắc, thân thể muốn xé rách. Sinh nở thống khổ, là dịch thể kim trúc cầu hoàn toàn không thể giải thích vì sao kỳ diệu đau đớn. chương 1357, Tống Thư Hàng chứng kiến lịch sử một khắc. Trên bầu trời, kèm theo ma kiếp huy lực thiên kiếp đạn đạo, chậm rãi trầm xuống. Tốc độ không nhanh, nhưng ẩn chứa trong đó lấy thô bạo lực lượng thiên kiếp cùng ma kiếp lực lượng dung hợp cùng một chỗ về sau, liền bạch tiền bối cũng không cách nào đoán trước chúng nó sẽ dị biến ra cỡ nào uy lực tới đây. Thiên kiếp đạn đạo thẳng đứng rơi vào xuống, như hắn muốn nổ tung lên lời nói, uy lực khẳng định tại bát phẩm trở lên. Tống Thư Hàng đã làm xong nghênh đón trùng kích chuẩn bị. Công nước xà Mỹ nhân hiển hiện, đem hai cái Tống Thư Hàng bảo hộ trong ngực, nàng đã lấy ra, bình thiên quan, đeo lên, kim sắc kiểu nữ long bào xuất hiện ở trên người nàng, tiến nhập công đức nữ đế hình thức. Xích Tiêu kiếm nấp trong nàng trong bụng, không có tế ra. Bởi vì Xích Tiêu kiếm không phải tống thư hàng pháp khí, hơn nữa là đã có khí linh thần binh, tương đương với một cái cửu phẩm tu sĩ. Hắn như nhúng tay thiên kiếp, lập tức sẽ điên cuồng tăng cường thiên kiếp uy lực. Không đến thời khắc cuối cùng, lần này thiên kiếp Xích Tiêu kiếm không sẽ giúp một tay. Tống Thư Hàng một bên tổ hợp hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một bên nhìn chầm chầm vào thiên kiếp đạn đạo. Kết! Thiên kiếp đạn đạo chạm đất. Thế nhưng, trong dự đoán bạo tạc cũng không có mở rộng, đạn đạo cắm vào, mà kiếp thế giới, đại địa, toàn bộ đạn đạo đầu trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Tống Thư Hàng! Hắn đây là muốn ích đại địa sao? Tạch tạch tạch! 15 mét lớn lên đạn đạo lên, hiển hiện một mảnh kinh mạch hình dáng ấn ký, màu đỏ thấm năng lượng dọc theo kinh mạch vận hành, che kín đạn đạo toàn thân. Muốn nổ, Tống Thư Hàng nói. Công đức xà Mỹ nhân nắm lên Tống Thư Hàng, bảo đao phách toái, run lên, ở trên vòng bảo hộ biến thành gai ngược, nghiêm mà đối đãi trận. Xoẹt. Lúc này, theo đạn đạo phần đuôi, phun ra một đạo màu đỏ thắm cột sáng. Cột sáng dài đến trăm mét, do thiên kiếp lực lượng cùng ma kiếp lực lượng dung hợp mà thành. Cột sáng ngưng mà không tiêu tan, không có bạo tạc, giống như là một đạo phong cảnh. Tống Thư Hàng đã hoàn toàn làm không rõ ràng cái thiên kiếp này rốt cuộc muốn làm cái gì. Giống như Lý Kiếm Quang IEA lúc này, tạo hóa tiên tử hư ảnh theo Tống Thư Hàng bản thể sau lưng chui ra, dùng ca sướng phương thức hát nói. Kiếm Quang, Phọng Thiên, tạo hóa tiên tử nói A à, vừa nói lời nói, thật là có điểm hướng. 15 mét lớn lên đạn đạo nhìn qua giống như là Kiếm Quang, chui kiếm mà cái kia dài trăm thước cột sáng, nhìn qua phảng phất như là kiếm quang, thân kiếm. Nếu như cái này thật sự là kiếm quang, lời nói, ai tới sử dụng? Âm ầm, trong hư không, ma kiếp chi hải cùng thiên kiếp kiếp phân đồng cảm, bạo tạc. Cả hai dung hợp, như cái phễu ngưng tụ là một chút. Sau một khắc, một cái 200 mét cao năng lượng cự nhân hiện thân. Cự nhân bản thể từ ma kiếp năng lượng cấu thành, tràn đầy thô bạo, giết chóc, dơ bẩn khí tức cự nhân trên thân khoác hoàng kim chiến giáp, đó là thiên kiếp lực lượng. Vô cùng to lớn cự nhân từ không trung nhảy xuống, làm hắn lúc rơi xuống đất mà đại chấn động. Cự nhân ngồi xổm xuống, bắt được đạn đạo đem hắn theo khắp mặt đất rút ra, anh Tuấn nâng cái kiếm hoa. Cái này sử dụng kiếm tư thế trôi chảy lưu loát, hiển nhiên là kiếm đạo cao thủ. Nói đùa gì vậy, thiên kiếp đạn đạo coi như xong, hiện tại liên thiên kiếp cự nhân đều lái tới. Tống Thư Hàng cắn răng nói. 200 mét cự nhân, khua lên 100 mét thiên kiếp kiếm quang, làm sao? Thiên kiếp cự nhân liền run lên hai cái anh tuấn kiếm hoa về sau, lại bày ra một cái kiếm chiêu, thức mở đầu. Mục tiêu của nó là huyền nữ môn vân tước tử. Thiên kiếp cùng ma kiếp cũng có thứ tự trước sau. Vân tước tử là 7 độ 8, tống thư hàng là 4 độ 5, đương nhiên trước tiêu diệt vân tước tử, lại quay đầu bóp chết tống thư hàng. a a a đáng chết, làm sao còn chưa kết thúc đối diện trạng thái dịch đa trúc cầu không ngừng kêu thảm vân tước tử eo thon nhỏ cổ siêu đại nửa người dưới như tê liệt thống khổ quả cầu kim loại lỏng bị dày vò thảm rồi hắn đã có bao nhiêu năm không có cảm ứng qua chân chính đau nhức mùi vị coi như là trước kia cùng bạch đánh nhau thời điểm cũng không khiến nó dạng này thống khổ qua mà lúc này thiên kiếp cự nhân hai tay cầm kiếm đối với vân tước tử chém xuống một kiếm một kiếm này là cực kỳ cao minh kiếm kỹ, một kiếm bên trong ẩn chứa hơn vạn loại biến hóa, tập trung vân tước tử hết thảy có thể tránh né vị trí. Tránh cũng không thể tránh một kích. Cút, vân tước tử trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, quả cầu kim loại lỏng tuyên chuyển vân tước tử trong thân thể lực lượng, ngừng tụ ra hai cái hàn băng đại thủ. Một cái chụp vào thiên kiếp kiếm quang, một cái khác trực tiếp chụp về phía thiên kiếp cự nhân. Thế nhưng, hai cái hàn băng đại thủ tại vỗ tới một nửa lúc, đột nhiên tiêu tán. A a a, cái gì, cái gì đi ra? Quả cầu kim loại lỏng đột nhiên ngã xuống đất lăn lộn. Oanh! Thiên kiếp kiếm vô tình chạm tại vân tước tử nhục thân bên trên. Vân tước tử nhục thân bị triển đè, nàng vị trí bị chém ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhưng thiên kiếp cự nhân công kích không có dừng lại. Hắn lại một lần nhấp lên thiên kiếp kiếm quang, đối với vân tước tử chuẩn bị không ngừng công kích nháy mắt thời gian, hắn liền đối với vân tước tử vị trí liền chọc hơn một nghìn kiếm. Thiên kiếp cùng ma kiếp lực lượng không ngừng bạo tạc, trùng kích, hủy diệt vạn vật. Nơi xa tống thư hàng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, không ngừng lui về phía sau, cùng vân tước tử kéo ra khoảng cách. Công kích như vậy, nếu như rơi vào trên người ta lời nói. Cho dù có, liều mạng khóa máu trạng thái cũng muốn gần chết hơn một nghìn trở về đi. Càng trọng yếu chính là, hắn bản thể trên thân cũng không có, liều mạng khóa máu trạng thái. Bạch tiền bối, cho ta bản thể cũng thêm cái trạng thái đi. Tống thư hàng tại trong lòng kêu lên. Thêm không thêm cũng không có dùng, tại thiên kiếp, xuất hiện tại ma kiếp thế giới lúc, ma kiếp thế giới pháp tắc đã bị sửa đổi. Nơi đây đã không phải là đơn thuần ma kiếp thế giới, mà là hiện thế cùng cửu u chỗ giao nhau. Khóa máu auto đã mất đi hiệu lực, nhưng mà người yên tâm, có ta ở đây, ít nhất có thể bảo chứng các ngươi sẽ không chết bạch tiền bối cam đoan nói tống thư hàng khóa máu auto liên tiếp tổn hao thất bại oanh lúc này thiên kiếp cự nhân đối với vân tước tử nhục thân chém xuống cuối cùng một kiếm vân tước tử chỗ đã biến thành vực sâu bụi bặm cùng thiên kiếp năng lượng nổ tung chỉ xem hiệu quả che đậy tống thư hàng ánh mắt vân tước tử tiền bối sẽ không lại chết đi tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng mà lúc này thiên kiếp cự nhân thân hình một cái chớp mắt, vèo một cái, hướng phía tống thư hàng vị trí nhanh tới đây. Hắn trong tay cái thiên kiếp này kiếm quang cao cao vung lên, hung hăng nện xuống. Công đức xà mỹ nhân đưa tay tại, bảo đao phách toái, bên trên phất một cái, nghênh đón tiếp lấy. Cùng thiên kiếp cự nhân so với, công đức xà mỹ nhân liền theo tiểu hồ điệp nhỏ bé. Nàng vung vẩy lấy bảo đao phách toái, dùng sức vừa đỡ. Đao cùng kiếm quang chạm vào nhau, phát ra như sấm tiếng vang. Công đức xà mỹ nhân thân hình liên tiếp lui về phía sau, không trung bị dẫm ra một đạo xích bạch năng lượng dấu vết. Mà thiên kiếp cự nhân một kiếm này, cũng bị ngăn cản đi xuống. Không được, năng lượng tiêu hao quá lớn. Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, bình thiên quan, bên trong năng lượng chính bay nhanh tiêu hao. Đoạn trước thời gian, công đức xà mỹ nhân mấy lần sử dụng, bình thiên quan bên trong lưu trữ năng lượng đã ít công đức nữ đế hình thức thiên kiếp xà mỹ nhân cũng có thể cảm ứng được điểm này. Chỉ là phòng ngự lời nói, nhiều nhất trăm chiêu sau đó, nàng, bình thiên quan, bên trong năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ còn lại có ngũ phẩm cấp sức mạnh. Chuyển thủ làm công, xà mỹ nhân ổn định thân hình về sau, tay phải cầm chặt bảo đao, khí phách lẫm liệt đao ý ngưng tụ. Sau đó, nàng đối với thiên kiếp cự nhân chém ra một đao một đao kia chém ra về sau, thiên địa vạn vật biến sắc, trong thiên địa vẻn vẹn còn sót lại cái này một vòng ánh đao. Đây là hoàng đạo đao ý, đường đường chính chính triển đè. Tống Thư Hàng cũng chỉ gặp xà mỹ nhân dùng qua một lần, đó là hắn lần trước bắt phẩm huyền thánh kiếp lúc, công đức xà mỹ nhân đeo lên bình thiên quan về sau, một đao liền đem thăng cấp làm, thiên kiếp khí đạn, huyền thánh kiếp chém chết, trợ Tống Thư Hàng thành tựu, nghìn năm thứ nhất thánh, uy danh, ánh đao rơi vào thiên kiếp cự nhân trên thân. Thiên kiếp cự nhân phản ứng chậm một nhịp, hắn thậm chí không có tới kịp dùng thiên kiếp kiếm quang để ngăn cản, đã bị cái này một vòng ánh đao chém trúng. Oanh! Một đóa mây hình nấm bay lên. Trong hư không, công đức xà mỹ nhân khí thế trên người kịch liệt hạ thấp, bình thiên quan bên trong lực lượng còn thừa không có mấy. Không được, còn chưa có xử lý được, tống thư hàng chứng kiến, mây hình nấm, bên trong, cái kia sáng ngời cột sáng đó là thiên kiếp kiếm quang cột sáng. Vèo, thiên kiếp kiếm quang bị ném đi ra, bám hướng công đức xà mỹ nhân. Xà mỹ nhân dùng sức huy động phách toái, chạm tại thiên kiếp kiếm quang bên cạnh phương. Thiên kiếp kiếm quang bị chảm lệch hướng, hướng xa bắn đi. Mà một kích này, cũng làm cho công đức xà mỹ nhân bình thiên quan bên trong còn lưu năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Thân hình của nàng hướng phía dưới rơi xuống. Tại nàng rơi xuống thời điểm, thiên kiếp cự nhân quỷ dị xuất hiện ở sau lưng nàng. Cự nhân thân thể theo nguyên bản hơn 200 mét, thu nhỏ đến chừng 150 mét. Hắn hai tay ôm quyền, hung hăng nện ở xà mỹ nhân trên thân. Ba công đức xà mỹ nhân thân thể vỡ nát ra, trở về tống thư hàng bản thể, tiến nhập phục sinh giai đoạn. Xích tiêu kiếm cuộn lên bảo đao phách toái cùng bình thiên quan, ánh đao lóe lên, trở về tống thư hàng bên người. Ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có những thứ này. Xích tiêu kiếm nói. Hắn không thể ra tay, vừa ra tay, sẽ chỉ làm thiên kiếp uy lực biến càng mạnh hơn nữa, trừ phi Tống Thư Hàng thật ở vào sống chết trước mắt. Cảm ơn, Tống Thư Hàng thu hồi bình thiên quan cùng phách toái đao. Phách toái bảo đao bởi vì kèm theo, kinh thánh cốt, phòng bảo hộ, mới có thể tại loại này đẳng cấp đối kháng xuống, bảo trì thân đao không vỡ. Thiên kiếp cự nhân một lần nữa rơi xuống đất, hắn vẫy tay, thiên kiếp kiếm quang tháo chạy trở về, một lần nữa rơi trong tay hắn. Tới, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Cùng một thời gian, hắn thứ nhất bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng lắp ráp hoàn thành. Lấy, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo, làm hạch tâm, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đại phóng hào quang, muốn đem hắn hình dáng bày ra cho thế nhân. Là hình vuông thần bí, là toàn thân khôi giáp, cũng hoặc là khác. Thiên kiếp cự nhân cũng ngắm nhìn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bộ này toàn bộ là bát phẩm pháp khí tổ hợp thời điểm mang cho hắn rất lớn cảm giác áp bách nhưng mà hắn mắt nhìn tổ hợp pháp khí về sau lại xoay đầu lại hướng phía sau nhìn lại tại đó sâu không thấy đáy trong vực sâu có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên là bản thân bị trọng thương vô cùng thê thảm vân tước tử a a a vân tước tử phát ra khàn cả giọng tiếng kêu đón lấy theo dưới quần của nàng có một cái viên thịt lăn đi ra Ta thiên 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 thiên, tống thư hàng đầu lưỡi đều đánh cuốn. Mang thai vân tước tử, thật sinh ra đồ vật tới. Thánh nhân chi nhãn, nhìn là mang thai, công năng không phải, thể nghiệm 10 tháng mang thai sinh nở, nỗi khổ sao? Vì cái gì vân tước tử thật sinh ra đồ vật tới? Chương 1358, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Vì cái gì vân tước tử sẽ thật sinh ra đồ vật tới? Cái này không khỏi quá không khoa học lúc này cái kia viên thịt cút 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 một đường hướng tống thư hàng vị trí lăn đến bên kia sinh nở song sau vân tước tử thân thể thoáng cái ngã xuống đất ô hà ha, thiên kiếp cự nhân phát ra một tiếng gầm rú hắn lần nữa vượt đến vân tước tử nhục thân bên cạnh dơ lên to lớn kiếm quang đối với vân tước tử điên cuồng công kích oanh 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 bụi bặm nổ lên thiên kiếp cùng ma kiếp năng lượng bạo tạc vân tước tử lần nữa bị đâm vào đến sâu trong lòng đất đi sống chết không rõ khí tức đều không có viên thịt nhanh chóng lăn đến tống thư hàng bên chân tốc độ nhanh nhanh viên thịt bên trong sẽ chui ra cái tiểu na cha sao tống thư hàng nói là hắn là hắn là hắn chính là hắn thiếu niên anh hùng tiểu na cha sau lưng tạo hóa tiên tử cất tiếng hát nói đây là nàng hát dài nhất một câu ca từ trước kia cùng loại ca từ nàng hát đến một nửa liền sẽ biến thành iea muốn dùng kiếm đưa hắn bổ ra sao? Tống Thư Hàng nói, xích tiêu kiếm, cẩn thận, thiên kiếp đến rồi. Thiên kiếp cự nhân đối với vân thước tử lại liền chọc mấy trăm kiếm về sau, lại một lần quay người, vài bước vượt đến Tống Thư Hàng trước mặt, dơ lên cao thiên kiếp kiếm quang. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mở ra, Tống Thư Hàng bản thể lên tiếng kêu lên. 33 kiện pháp khí kéo dài ra, hào quang bên trong, hiển hiện một cái lập phương đồ vật. Đồng thời, Tống Thư Hàng tế lên, bá Tống Thanh Ấn. Hắn cái này một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đều là phong ấn trạng thái từ bát phẩm giai cấp phong ấn đến tứ phẩm giai cấp. Mà kích hoạt đạo thứ tư phong ấn khí ước liền là cần thánh ấn phối hợp. Vô luận là nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, vương bát chuyên gia thuẫn, còn là khác 31 kiện pháp khí, đạo thứ tư phong ấn đều là cần thánh ấn phối hợp mở ra. Lúc này, thiên kiếp cự nhân đã lướt đến, kiếm quang dơ lên cao cao, chém xuống một kiếm. Mà tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, còn không có hoàn toàn mở ra. Cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy điểm. YAA, a à, a, à, cho ta nhanh một chút. Tống thư hàng điên cuồng vận hành, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đem toàn thân chân nguyên rót vào đến pháp khí bên trong, nhanh hơn chúng nó mở ra tốc độ. Đinh đang, trên mặt đất, cái kia viên thịt đột nhiên bắn lên, vào tới thiên kiếp kiếm quang. Tại thiên kiếp kiếm quang sắc bén xuống, viên thịt bị mổ ra tới đây. Viên thịt bên trong, một đạo tóc xanh thân ảnh chui ra. Dày đặc màu lam tóc dài khoác trên vai rắc tại sau lưng, như áo choàng dày đặc. Là vân tước tử. Nhưng mà, đây là một cái rút lại bản vân tước tử. a a a a ha ha, vân tước tử tiếng nói như trẻ đang bú kêu một tiếng, tại trong tay nàng huyền băng hóa thành khổng lồ băng cầu, ngăn tại thiên kiếp kiếm quang xuống. Mà nàng bản thân lăn lộn rơi xuống, rơi xuống tống thư hàng bên người. Mới sinh nàng, thân không sợi vải, nhưng mà cái kia vừa dài vừa dày màu lam tóc dài khoác trên vai rơi xuống, đem thân hình của nàng che đậy. Vân tước tử tiên tử, tống thư hàng trừng to mắt. Ha 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 ha, không nghĩ tới sao. Vân tước tử tiếng nói như trẻ đang bú nói, cái kia tàn phế xưa cũ thân thể, sẽ đưa cho vị kia cửu u đại lão á. Ta mượn, nhìn là mang thai, lực lượng, sử dụng một cái bí pháp, trực tiếp đem bản thân cho sinh ra tới. Bản thân đem bản thân sinh ra tới đây, Trình Lâm Trường Sinh Pháp, Tống thư Hàng vô thức nói. Hắn biết rõ đấy phương pháp bên trong, cũng chỉ có Trình Lâm Trường Sinh Pháp có thể đem bản thân lại sinh ra tới đây. Nhưng mà, Trình Lâm Trường Sinh Pháp xanh xong bản thân về sau, cũ kỹ thân thể sẽ trực tiếp tiêu tán. Cùng Vân Tước từ lúc này trạng thái lại có chỗ bất đồng. Cái gì Trường Sinh Pháp, không có a? À? ta đây là mượn thai mang thai phương pháp, vô thượng chữa thương bí thuật. Liền là đại giới không nhỏ, nhưng mà chỉ cần thân thể của ta một lần nữa trở về chính mình, hết thảy đều không là vấn đề. Tự do mới là trọng yếu nhất, vân tước tử dương dương đắc y nói. Đang khi nói chuyện, trong hư không sinh ra một hồi chấn động. Có một khối trắng noãn như ngọc xương cốt phá không mà đến, phải về trở về vân tước tử nhục thân. Bất hủ cốt tống thư hàng liếc liền nhận ra cái cục xương này. Vân Tước Tử tiên tử không chết căn nguyên, bất hủ bất diệt xương cốt, chỉ cần có cái cục xương này tại, Vân Tước Tử dù thế nào tìm đường chết cũng không quan hệ. Cái này là đồ tốt, thư hàng đem hắn đoạt lấy tới đây." Bạch Tiền Bối nói. "A a a a, lúc này, xa xa quả cầu kim loại lỏng khống chế được Vân Tước Tử cũ thân thể, một hồi thét lên. Sau đó, cái này khối trắng noãn như ngọc xương cốt, cứng rắn bị kéo trở về, trở về đến Vân Tước Tử cũ trong thân thể. Quả cầu kim loại lỏng vô cùng nhìn chúng đúng là cái này khối, bất hủ cốt há lại sẽ không có phòng bị. Hắn tại đây khối, bất hủ cốt, bên trên gây nhiều loại chuẩn bị ở sau, liền là dùng để ứng phó loại này, bất hủ cốt, đào thoát tình huống. Tại, bất hủ cốt, bị cương ép kéo về về sau, tống thư hàng bên người phiên bản thu nhỏ vân thức tử đột nhiên mềm nhũn suy yếu té xuống. Ai ra, không tốt, thân thể mềm nhũn theo mì sợi. Vân tước tử kêu lên, Tống Thư Hàng theo bản năng đưa tay đem nàng tiếp được. Lúc này, tay phải hắn, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo, đã cởi, đang tại tổ hợp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí số 2. Tay của hắn tiếp xúc đến vân tước tử, xem xét bí pháp khởi động. Tống Thư Hàng hai tay tiên huyết phun ra. Huyền nữ môn vân tước tử không chọn vẹn thể, mượn viễn cổ bí pháp thai ngén thân thể, trong thân thể có to lớn tai họa ngầm. Đã mất đi bất hủ cốt sau vân tước tử, đã mất đi không chết năng lực nếu như chết rồi, liền thật đã chết rồi. Tống Thư Hàng Bởi như vậy, tại đoạt lại bất hủ cốt phía trước, phân thức tử tiên tử muốn buông tha nàng tìm đường chết sở thích rồi a. À. Trên đỉnh đầu, thiên kiếp cự nhân lại dày vò trở về, dùng kiếm quang chọc quả cầu kim loại lỏng đi. Nó là thiên kiếp cùng ma kiếp ngưng tụ mà thành, bản thân cũng không có trí lực. Hành động của nó có một bộ chương trình, tại đây bộ chương trình thiết lập bên trong, phân thức tử là thứ nhất công kích danh sách tống thư hàng là thứ yếu danh sách. Vì vậy, chỉ cần vân tước tử khí tức xuất hiện, hắn liền sẽ quay đầu đi công kích vân tước tử. Thiên kiếp cự nhân vùng vẩy lấy kiếm quang, đối với quả cầu kim loại lỏng khống chế vân tước tử cũ thân thể, lại là một hồi liên kích. Quả cầu kim loại lỏng khống chế cố thân thể, lại bị đâm vào đến sâu trong lòng đất, khí tức đều không có. Thiên kiếp cự nhân hài lòng thu kiếm, lại dày vò trở về. Thư hàng, người pháp khí còn chưa được sao? xích tiêu kiếm kêu lên tống thư hàng hắn so với ta tưởng tượng muốn to lớn còn cần một chút thời gian ban đầu hắn cho là mình tam thập tam thú tổ hợp pháp khí muốn ngưng tụ ra một cái hình vuông thần bí tới đây bởi vì là lập phương đồ vật nhưng hiện tại cảm giác mình hình vuông thần bí muốn tổ hợp đồ vật rất khổng lồ không phải hình vuông thần bí đơn giản như vậy muốn ta xuất thủ sao xích tiêu kiếm hỏi không ta đến lúc này lại một thanh âm theo tống thư hàng bản thể trên thân vang lên là vị kia khôi lỗi muội tử thanh âm nàng mượn thất sinh phù phủ chủ đưa tới tài liệu cùng với tống thư hàng gần nhất bắt được rất nhiều tài liệu đem thân thể của mình chữa trị hơn phân nửa không cần khiến ta tự mình tới tống thư hàng nói vô luận là xích tiêu kiếm còn là khôi lỗi muội tử bọn hắn cũng không phải tống thư hàng pháp khí vừa ra tay tự sẽ khiến thiên kiếp uy lực tăng gấp đôi thiên kiếp cự nhân dơ lên cao kiếm quang Hắn cầm kiếm tư thế ưu mỹ đến cực điểm, như là sách giáo khoa tiêu chuẩn. Sau đó, Thiên Kiếp Cự Nhân chém xuống một kiếm. Một đạo xé rách thiên địa kiếm khí, hướng phía Tống Thư Hàng vị trí chém tới. Lúc này đây, Thiên Kiếp Cự Nhân vậy mà không có sử dụng vật lý công kích. Kiếm khí phá thể mà ra, mở ra đại địa, chém ra bầu trời. Trong đó càng ngưng tụ hủy diệt tính thiên kiếp pháp tác biến thành kiếm ý. Tống Thư Hàng dùng sức huy động thành ấn Bá tống, hắn cao giọng gầm rú. Thanh ấn bên trên, bá tống thánh hào bộc phát ra tia sáng chói mắt. Thanh ấn cùng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tương liên, kích hoạt chúng nó trên thân cuối cùng một đạo phong ấn. Trong tích tắc, 33 kiện pháp khí bên trên, bát phẩm phong ấn, toàn bộ giải trừ. Mỗi một kiện pháp khí, đều bộc phát ra bát phẩm cường độ. Tống thư hàng đầu cảm giác trong cơ thể mình, tiên thiên chân nguyên, nhưng đổ ra đi, rót vào 33 kiện pháp khí bên trong. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên rất nhanh bị rút khô. Lấy tứ phẩm thân thể, một hơi kích hoạt 33 kiện bát phẩm pháp khí, tống thư hàng đây là muốn ép khô bản thân tiết tấu. Cho dù có linh quỷ, thanh ấn ủng hộ, trong cơ thể hắn năng lượng cũng có chút theo không kịp tiết tấu. Người dạng này sẽ chết, xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Tống thư hàng, không có việc gì, ta còn có thể cấp cứu một cái. Hắn còn có bạch tiền bối tại trợ giúp hắn, còn có hạch tâm thế giới. Thời điểm mấu chốt, hắn có thể theo hạch tâm thế giới rút ra một phần lực lượng, hoặc là hướng bạch tiền bối cầu cứu. Oanh, kiếm khí đâm vào, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí quang đoàn bên trên. Hoàn toàn giải phóng tam thập tam thú pháp khí, mỗi một kiện đều là bát phẩm cấp bậc, chúng nó dung hợp tại cùng một chỗ về sau, cường thế chặn lại kiếm khí. Nhưng đồng dạng, tống thư hàng tiêu hao tăng lên tam thập tam thú pháp khí tại chống cự kiếm khí đồng thời, gia tăng đối với Tống Thư Hàng cố gắng. Cấp cứu cái rắm, người muốn bị ép khô, xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng trong cơ thể chân nguyên bị điên cuồng nghiền ép hút ra, thậm chí nhục thể của hắn đều có điểm héo rút khô héo dấu hiệu. Ta đến giúp ngươi, vân tước tử tiếng nói như trẻ đang bú nói, nàng vươn tay ra, đặt tại Tống Thư Hàng trên lưng. Khổng lồ chân nguyên liên tục không ngừng rót vào Tống Thư Hàng trong cơ thể. Vân Tước Tử linh lực rất kỳ diệu, có lẽ là bị bất hủ cốt ảnh hưởng, linh lực của nàng cũng có chứa một tia bất hủ thuộc tính. Sống động tính mạnh mẽ, độ tinh khiết cao, khống chế lại thuận tiện. Hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa một loại uy nghiêm cùng ý chí. Cái này cổ linh lực thông qua vân tước tử rót vào đến tống thư hàng trong cơ thể, lại thông qua tống thư hàng rót vào 33 pháp khí bên trong. 33 pháp khí khí tức cũng biến uy nghiêm khụ khụ, hướng thế giới bày ra tư thái của người đi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tống Thư Hàng thanh âm khàn khàn, trầm giọng nói. Hắn nắm lên, bá Tống Thánh Ấn dùng sức hướng phía tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ném đi. Bá Tống Thánh Ấn rơi vào tam thập tam thú pháp khí hạch tâm, nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bên trên. Nghịch kình vũ sĩ quyền sáo yếu ớt nắm, bắt lấy thanh Ấn. Sau một khắc, tại Tống Thư Hàng bên người, có tứ phía cao lớn vách tường hiện hình đi ra đó là tứ phía vương giả bức tường. Kim sư vương giả bức tường, bạch hổ vương giả bức tường nhóm tại bên trong, hình thành hai bức tường lấp kín bên trong. Băng sa vương giả bức tường, lôi ưng vương giả bức tường ngăn cản tại tống thư hàng phía trước, hình thành hai bức tường lấp kín bên ngoài. Nhiều yêu tiên cơ thần môn từ trên trời giáng xuống, rơi vào tống thư hàng sau lưng. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Trường 1359, một viên kim đan định đại đạo, kim đan, kim đan. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình thái thứ nhất, cũng là chỉ thuộc về tống thư hàng cơ sở hình thái vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Lạc đà lực sĩ nham duyên thân gia, hóa thành nền tảng. Thánh tượng thống xoái trụ khởi động toàn bộ pháp khí giản giáo. Thử ma ngược sát đảo thứ trải rộng ra, treo đầy bốn đạo vương giả vách tường. To lớn tường thành hình thức ban đầu cấu thành. Đây là cao tới 300 mét khổng lồ thành lũy thất thải trồn đá bảo tháp phân liệt ra, tại tường thành bên trong cấu tạo ra trên trăm đạo tiến tháp. Cá heo âm ba cử pháo huyễn hóa ra trên trăm số lượng, mắc khung tại trên tường thành. Hắc báo thống xoái cờ xí trọc ở trên tường thành, đón gió phấp phới. Hùng viêm quân đoàn chiến cổ gõ vang, phách cây ngâm sướng kèn lay động. Lại có tiếng đàn theo tường thành ở chỗ sâu trong truyền đến, là tống thư hàng gia tăng các loại phụ trợ thuộc tính. Tôm hùng thần chiến xa phù hiện ở tống thư hàng dưới chân nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, vương bát chuyên gia thuẫn, độc giác như vương đầu khôi, xuyên sơn giáp hộ tâm kính, cự giải hoàng kim chiến giáp, ngọc thố tiên tử áo choàng, khuyển thần tướng quân giới chỉ, hắc dương dũng sĩ giới chỉ, ngàn dặm thần mã dày, một bộ nguyên vẹn pháp khí lắp giáp tại tống thư hàng trên thân. Tiên hạc quân tử dực quan trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, không ngừng xoay tròn lấy. Giã chư phách giả tràng giác tại tống thư hàng trước mặt mở đường. Âm ảnh xà vương thứ, cựu lộc lão quân cung, cửu vĩ thiên hồ nỏ, lang nha tê liệt tiến, lão viên thánh sư lợi kiếm, lừa tiên tông sư phất trần, từng cái xếp đặt tại trên chiến xa, mực bạo quân song đao xuất hiện ở tống thư hàng trong hai tay, tu chân trang bị đến tận răng, tới đây a, à, chính diện đánh ta à, tống thư hàng huy động trong tay song đao, thanh âm khản khản nói, giờ khắc này tống thư hàng không nói ra được khí phách uy vũ. Đặc biệt là có vân tước từ lực lượng gia trì về sau, hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên, hiện ra lớn lao uy nghiêm cảm giác. Soái tàn nhẫn, Vĩnh Viễn Không Sụp Đổ Thánh Thành, liền là tống thư hàng bộ này giả bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tên. Mỗi một vị bất đồng thú thần tông đệ tử, đánh tạo nên tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tổ hợp đi ra hình thái đều là bất đồng. Nghe tên có thể biết rõ, Vĩnh Viễn Không Sụp Đổ Thánh Thành là lệch hướng phòng ngự hệ cấu tạo phòng ngự năng lực đáng sợ. 33 kiện pháp khí, hôm nay đều ở vào, bát phẩm sơ dai, mức độ. Nhưng chúng nó tổ hợp về sau, cấu tạo đi ra thánh thành chính diện phòng ngự đã đến gần vô hạn, cửu phẩm, cường độ. Cái này, cái này lợi hại, xích tiêu kiếm sợ hãi than nói. Xích tiêu kiếm, tống thư hàng, vân tước tử thì ở vào, thánh thành, bên trong, bị vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bao quanh bảo hộ lấy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí phách pháp khí. Vân Tước Tử gật đầu nói, trước kia nàng có thấy đại lão luyện chế quá, không chung cung điện, các loại xa hoa pháp khí, thế nhưng chút ít pháp khí đều là dùng để hưởng lạc, không có quá lớn thực tế ý nghĩa. Cũng có một ít đại lão trực tiếp đem động phủ của mình luyện thành pháp khí, tỉ như Bắc Phương Đại Đế, liền đem bản thân, đông điện, luyện chế thành cửu phẩm pháp khí. Thế nhưng loại pháp khí đều chỉ là vì thuận tiện bản thân mang theo đại đế cơ bản sẽ không thúc giục, đông điện đi cùng địch nhân tranh đấu. Cuối cùng còn có một ít là khác thứ nguyên không gian hệ pháp bảo, thế nhưng loại pháp bảo thuộc về, nhìn không thấy, đồ vật. Tỷ như nho ra, kim liên thế giới, cùng tống thư hàng, hạch tâm thế giới. Loại vật này càng thêm quý giá, nhưng chúng nó không có thị giác trùng kích. Không bằng tống thư hàng cái này, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, khí phách. Bộ này pháp khí chân thực hình thái khổng lồ, Vượt qua ở đây dữ liệu của tất cả mọi người. Liên bạch tiền bối cũng không có nghĩ đến tống thư hàng cuối cùng sẽ chỉnh ra một cái khổng lồ như vậy đồ vật. Xem như một người pháp khí mà nói hắn đẹp trai giá trị đã bạo tạc. Vấn đề duy nhất là được. Vì sao ta sẽ xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Tống thư hàng đẹp trai vung vẩy lấy xong đau lúc nhưng trong lòng một mặt mộng bức. Nếu là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành nếu là phòng ngự hệ pháp khí ta không phải cần phải tại thánh thành bên trong, duy trì lấy thánh thành tiến hành phòng ngự sao. Nhưng hắn hiện tại, trang bị đến tận răng, cưỡi chiến xa, vùng vẩy lấy rất nhiều vũ khí, bị ném ở ngoài cửa thành là mấy cái ý tứ. Cái này, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, vừa bước trận muốn trước người bán người sao. Chủ nhân một hách, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, muốn ngược lại, hắn cái này, vĩnh viễn không sụp đổ, danh xưng là dùng để bán manh sao. Tống thư hàng nội tâm có một mảnh đại thảo nguyên, ở trên có mấy vạn đầu thần thú tại nhảy về phía trước, xoay tròn. Ô hà ha, xa xa, thiên kiếp cự nhân gặp kiếm khí của mình không có hiệu quả về sau, đi nhanh vượt qua, huy động, thiên kiếp kiếm quang hướng phía, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành cùng tống thư hàng chém tới. Thiên kiếp cự nhân lúc trước bị công nức xà mỹ nhân, chém một đao về sau, thân thể rút lại một vòng, hiện tại chỉ có 150 thước độ cao, chỉ có tường thành một nửa cao thiên kiếp kiếm quang chém xuống, tống thư hàng một hồi tâm nhét. Không phải muốn ta chính diện đánh thiên kiếp cự nhân đi. O, O, N, G. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành bên trong, chống trận điên cuồng gõ động, tiếng kèn liền ngày. Cự nhân kiếm liền dường như nhận lấy hấp dẫn, chạm tại trên tường thành. Năng lượng va chạm nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Cự nhân toàn lực một kiếm, nhưng lại ngay cả một đạo bạch ấn đều không có để lại ngược lại là trên tường thành, thử ma ngược sát đảo thứ, mãnh liệt một ghim, đâm cự nhân một thân. Thánh thành bị công kích lúc, tống thư hàng trên cánh tay, nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, một hồi nóng lên. Sau đó, thánh thành trên không, có một đôi dựng thẳng đồng tử mở ra. Một cái từ, 33 thú, tạo thành mập cá voi thần thú hư ảnh hiện hình. Mập cá voi thần thú một tiếng gào thét. Cá heo âm ba cự pháo, thất thải trồn đá bảo tháp điên cuồng nổ súng, thiên kiếp cự nhân trên thân không ngừng bạo tạc. Mập cá voi thần thú hư ảnh hóa thành một đạo năng lượng nước lũ, hung hăng đâm vào thiên kiếp cự nhân trên thân. Thiên kiếp cự nhân bị đánh bay đi ra ngoài, giữa không trung hình thể của nó không ngừng rút lại, lúc rơi xuống đất đã thu nhỏ đến trăm mét không đến độ cao. Hừ hừ lỗ tại tống thư hàng phía trước, giã chư phách giả tràng giác chủ động phát động công kích đối với thiên kiếp cự nhân đánh tới. Tống thư hàng từ cũng là nhiệt huyết dâng lên. Tiếng chống trận, tiếng kèn tiếng đàn bên trong đều bổ sung lấy làm cho người ta huyết mạch phẫn trương lực lượng tống thư hàng dùng sức run lên dây cương tôm hùm thần chiến xa sông về trước đụng đi qua hướng lên trời kiếp cự nhân phát khởi công kích hắn không sợ hãi tống thư hàng công kích cũng không phải nhất thời não nóng cũng không phải là được chống trận kèn cùng tiếng đàn ảnh hưởng tại hắn khởi xướng công kích đồng thời sau lưng cái kia vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành vậy mà cũng di động theo đây chính là hắn lực lượng. Làm tống thư hàng tôm hùng thần chiến sa đâm vào cự nhân trên thân, theo hắn trên thân triển đi qua đồng thời, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, cũng như dài quá chân, thình thịch thình thịch về phía trước đột tiến, tiếp đó vô tình theo thiên kiếp cự nhân trên thân triển tới. Hình tượng này, quả thực tàn nhẫn. Thình thịch thình thịch tôm hùng thần chiến sa mang theo tống thư hàng theo cự nhân trên thân đầu đầu triển đến đuôi, lại đột tiến vài trăm thước về sau, mới đình chỉ đột tiến thiên kiếp cự nhân giấy rụa lấy theo trên mặt đất bò lên, lúc này thân thể của nó lại rút lại hơn phân nửa, vẻn vẹn còn sót lại 50 mét độ cao. Dài trăm thước thiên kiếp kiếm quang giữ tại hắn trong tay thời điểm, nhìn qua phảng phất như là trường thương. Tống thư hàng đối với chính mình bộ này, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, rất hài lòng, liền là tiêu hao lớn một chút. Vân tước tử rót vào năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Một kích cuối cùng, Tống thư hàng trầm giọng nói, trong tay dây cương dùng sức run lên. Tôm hùm thần chiến xa quay đầu, lần nữa hướng lên trời kiếp cự nhân đột tiến. Giã chư phách giả tràng giác ở phía trước mở đường. Sau lưng, thánh thành bên trên hỏa lực cùng tiến tháp không ngừng mãnh liệt bắn. Thiên kiếp cự nhân bị bắn toàn thân bạo tạc, liên tục run rẩy. Giã chư phách giả tràng giác dùng sức đỉnh tại hắn trên đùi, thiên kiếp cự nhân ẩm ẩm ngã xuống đất. Tiếp đó, lịch sử tái hiện, Tống Thư Hàng điều khiển lấy, tôm hùng thần chiến xa, theo thiên kiếp cự nhân trên thân triển quá. Sau lưng, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, cùng theo một đường heo đột, vô tình theo thiên kiếp cự nhân trên thân lại triển một lần. Chính lấy triển một lần, ngược lại lấy triển một lần. Nhìn, độ thiên kiếp chính là như vậy dễ dàng. Hai lần triển áp hậu, thiên kiếp cự nhân đưa tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng, thân thể của nó không cam lòng tiêu tán, hắn có thần binh thiên kiếp kiếm quang hắn có một thân anh tuấn kiếm thuật nó là thiên kiếp hóa thân nhưng đây hết thảy cũng không có dùng kiếm của nó chảm không ra vĩnh viễn không sụp đổ xác rùa đen mà hắn trên thân khôi giáp ngăn không được thánh thành heo đột triển đè thiên kiếp cự nhân tiêu tán không gặp tống thư hàng dưới thân tôm hùm thần chiến xa đồng dạng tiêu tán hóa thành một đạo lưu quang trở về tống thư hàng thân thể đồng thời sau lưng Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, từng cái lắp ráp bộ phận tới tấp bắt đầu tiêu tán. Chúng nó hóa thành một đạo đạo lưu quang, từng đạo đâm trở về tống thư hàng trong cơ thể. Vẹn vẹn lưu lại, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo lưu lại tống thư hàng nắm tay phải bên trên. Kết thúc, tống thư hàng suy yếu ngã xuống đất. Đã mất đi toàn thân bộ đồ che giấu, lúc này thân thể của hắn gầy xương bọc ra, đây là lúc trước năng lượng bị ép quá ác kết quả. Tống Thư Hàng run rẩy móc ra mấy miếng bổ sung năng lượng đan dược, nhét vào trong miệng. Xem ra, lần này không cần phải lão phu xuất thủ. Xích tiêu kiếm trầm giọng nói, một bộ tông sư bộ dáng. Đang khi nói chuyện, một cái kim sắc bàn tay nhỏ bé rũi ra, một phát bắt được xích tiêu kiếm. Công đức xà mỹ nhân một lần nữa ngưng tụ thân hình của nàng, bắt lấy xích tiêu kiếm, há miệng ra, đem hắn nuốt xuống. Xích tiêu kiếm, chờ một chút, một lần nữa cho lão phu một chút trang bức thời gian A. À. Tống Thư Hàng như là đã độ kiếp thành công, vậy kế tiếp hẳn là huyền thánh giảng pháp giai đoạn rồi A. À. Mặc dù nói nơi này là ma kiếp thế giới, vậy hẳn là cũng có cùng loại ma thánh giảng pháp gì đó A. À. Một lần nữa cho lão phu một chút thời gian, khiến lão phu giả bộ xong cái này một lớp bước rồi hãy nói A. À. Công đức xà mỹ nhân liếm liếm khóe miệng, một mặt thỏa mãn. Độ kiếp sau khi kết thúc, kế tiếp là tấn thăng quá trình rồi a à. tiểu hào vân tước tử nói thư hàng nhất định muốn tấn trước ngũ phẩm xích tiêu kiếm nói qua lại nhìn mắt xa xa vị kia chiếm cứ lấy vân tước tử cố thân thể đại lão đây đã chết hoặc là hắn có thể làm cho vân tước tử thân thể tấn trước bát phẩm người đây vân tước tử tiên tử tống thư hàng hỏi ta đã cùng lần này thiên kiếp không quan hệ á tiểu hào vân tước tử nói ta đây đi trước một bước ta muốn ngưng tụ kim đan. Tống Thư Hàng nói, bên cạnh hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, số hai ngưng tụ thành một đoàn, tạm dừng đi xuống. Sau đó, hắn đi nhanh đi vào bản thể bên người. Thiên kiếp sau đó, trong thiên địa có linh lực rót vào Tống Thư Hàng bản thể bên trong. Đồng thời, Tống Thư Hàng bản thể lại cùng, dự phòng thân thể ở giữa sinh ra đồng cảm. Bọn hắn trong khí hải đan điền, vì kình hư đan phát ra ré dài, từ hư hóa thực, Đến cùng có thể ngưng tụ mấy Long văn kim đan, Tống thư hàng có chút khẩn trương. Oanh. Đột nhiên, Tống thư hàng bên người truyền đến kịch liệt bạo tạc. Là chuôi này Thiên Kiếp kiếm quang. Bản thể của nó là Thiên Kiếp đạn đạo đã mất đi Thiên Kiếp cự nhân về sau, hắn cuối cùng nổ tung ra. Chương 1360, thuận theo tử vong, trung yên thánh kiếm. Bình thường Thiên Kiếp đạn đạo, bạo tạc uy lực tại ngũ phẩm ở trên. Mà cái này thiên kiếp đạn đạo trải qua bát phẩm ma kiếp củng cố, nổ tung uy lực thẳng đuổi theo thiên kiếp bom nguyên tử. Không có thất phẩm đỉnh phong sức mạnh hoặc thủ đoạn, căn bản không cách nào tại đây loại nổ lớn bên trong còn sống sót. Nổ tung uy lực cuồn cuộn mà đến. Tống thư hàng, ra hỏa này. Bạo tạc thời gian cắt thực chính xác. Vừa vận cắt tại hắn, kim đan, thành hình nháy mắt. Bản thể an tâm tấn cấp, bạo tạc giao cho phục sinh thể tới đây giải quyết. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nguyên bản cùng bản thể lưng tựa lưng đứng yên Tống Thư Hàng phục sinh thể, tiến về phía trước một bước, ngăn tại bản thể trước mặt. Sau đó, tay phải hắn dùng sức nắm chặt, tế ra, bá Tống Thanh Ấn. Lần này đến phiên thứ hai bộ, 33 tổ hợp pháp khí xuất hiện. Thứ hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vèo một cái, lẻn đến trước mặt của hắn. Bộ này pháp khí, là vì bạch tiền bối chế tạo có thể là bởi vì có bạch tiền bối trong âm thầm chúc phúc. Hay hoặc giả là các loại không may sau đó, tống thư hàng nhân phẩm đại bộc phát. Hôm nay hắn rất may mắn, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tất cả đều tạo thành công, không có thất bại. Hướng thế giới bày ra hình dạng của người đi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trung yên thánh kiếm. Tống thư hàng phục sinh thể nói khẽ. Cái này một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cơ sở hình thái, lấy lão viên thánh sư lợi kiếm, làm hạch tâm, cấu tạo mà thành. Chính là do bạch tiền bối tân sủng vật, thánh viên kim cương, cái đuôi lông, tạo thành tạo thánh kiếm. Lần này tổ hợp lúc, Tống Thư Hàng không có cố ý chỉ định hạch tâm. Toàn bộ từ tam thập tam thú pháp khí tự do triển khai. Mỗi một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tại dung hợp lúc sẽ dựa theo chủ nhân ý chí, cùng với các loại thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhân tố, có thể là bởi vì Tống Thư Hàng trong đầu suy tư về, bộ này pháp khí là vì bạch tiền bối chế tạo ý nghĩ này nguyên nhân. Cuối cùng, lão viên thánh sư lợi kiếm đã thành hạch tâm. Còn lại tam thập tam thú pháp khí, không ngừng lấy, lão viên thánh sư lợi kiếm, làm hạch tâm, lắp ráp mối nối. Ngay lập tức sau đó, một thanh dài 200 mét cử kiếm, hiển hiện tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Thanh kiếm có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà tại lần đầu tiên hiện thân thời điểm, hắn sẽ bày ra chính mình chân thật nhất tư thái. Cái này lớn nhỏ, huy động lên, có thể trực tiếp chém chiến hạm rồi a à. Hi hi hi, cái này kiếm ta thích, cầm lấy cái này kiếm thời điểm, ta có thể cho phép người khác chạy trước 199 mét. Bạch tiền bối nói, chờ người khác chạy 199 mét về sau, hắn lại một kiếm chọc đi qua, đâm một cái một cái chính xác. Tống thư hàng phục sinh thể đưa tay lập tức, ngăn tại chính mình cùng bản thể trước mặt. Trong hư không cự kiếm cùng cánh tay của hắn bảo trì một động tác, đồng dạng lập tức ngăn tại hắn cùng bản thể trước mặt. 200 mét đại cự kiếm, độ cao có 15m. Ngăn tại trước mặt, liền là một đảo tự nhiên là phòng ngự bình chướng. Oanh! Thiên kiếp đạn đạo nổ tung uy lực vừa vận cuồn cuộn mà đến, đụng vào bên trên cự kiếm. Cự kiếm ổn sợi bất động. Tống thư Hàng phục sinh thể thậm chí không có giải ấn, trung yên thánh kiếm bên trên bát phẩm phong ấn liền đem nổ tung uy lực ngăn lại. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành là dùng để heo đột triển đè địch nhân công kích. Trung yên thánh kiếm nhưng là dùng để lập tức phòng ngự. Rất có tống thư hàng đặc sắc, tống thư hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân trong bụng, xích tiêu kiếm đậu đen rau má nói. Tống thư hàng, thiên kiếp đạn đạo bạo tạc bị ngăn lại, mà đồng thời, tống thư hàng trong khí hải đan điền, vì kình hư đan biến ngưng thực. Đây là hư đan kết làm kim đan cuối cùng quá trình bình thường tu sĩ trong cơ thể cầu hình dáng hư đan sẽ áp xúc từ hư ảo trạng thái khí ngưng tụ là thật chất kim đan mà tại áp xúc trong quá trình trên kim đan sẽ xuất hiện trông rất sống động long văn tống thư hàng trong cơ thể trông rất sống động phì kình hư đan đồng dạng hiện lên chờ tỷ lệ thu nhỏ tại trên người nó chín đại tiên cốt hình thành xương giáp đồng dạng đang thu nhỏ lại thủy chung bao trùm tại trên người nó Tống Thư Hàng thông qua, nội thị một mực nhìn chằm chằm vào lấy chính mình trong đan điển biến hóa. Hắn cảm giác mình vì kình hư đan, căn bản sẽ không có muốn hướng, kim đan, diễn biến y tứ. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có phải đổi tròn bộ dạng. Theo kế tiếp trình tự, tiếp tục nữa lời nói, hắn rất có thể sẽ ngưng tụ ra một cái, mập cá voi kim đan, tới đây. Không quan hệ, mập cá voi kim đan liền mập cá voi kim đan, loại hình dáng gì gì đó đều là thứ yếu, ta không phải trông mặt mà bắt hình rong người, chỉ cần công năng đầy đủ hết, mập cá voi kim đan ngược lại không giống người thường, càng có ý tứ. Vì vậy, quan trọng nhất là long văn, mập cá voi kim đan cuối cùng có thể ngưng tụ ra bao nhiêu đầu long văn mới là trọng yếu nhất. Tống Thư Hàng nói thầm, hắn đối với chính mình chờ mong giá trị là thất long văn. Đây chính là cửu châu nhất hào quần tiêu chuẩn, thấp hơn thất long văn lời nói, hắn tại trong nhóm đều ngại ngùng gặp tiền bối kém cỏi nhất kém cỏi nhất, cũng muốn sáu long văn ở trên. Nếu như chỉ có vừa đến ba đầu long văn lời nói, hắn phải hướng Bạch Tiền Bối nghe ngóng xuống, có hay không có móc rơi kim đan trùng tu biện pháp. Dù sao ba long văn, thật sự không có tiền đồ. Thất long văn, thất long văn, thất long văn, Tống thư hàng trong miệng thì thào thì thầm. Tuy rằng hắn lần này tấn cấp rất đột ngột, nhưng hắn dù sao kỳ ngộ nhiều hắn thân có ba loại cường hãn thối thể phương pháp tu luyện là do bạch tiền bối tự tay sửa chữa, Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, lại thân có thánh ấn, công đức ánh sáng bộ phát hiện hóa, linh quỷ còn là lục phẩm cảnh giới, còn luyện chế được Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Những thứ khác không nói, ít nhất thánh ấn cùng công đức kim quang bộ phát hiện hóa, liền sẽ cho hắn gia tăng hai cái long văn đi. Coi như là đánh cái chiết khấu, chỉ thêm một đầu long văn. Thế nhưng hắn hợp thành, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, khẳng định cũng muốn lại thêm một đầu long văn đi. Hắn biết mình thiên phú thông thường, nhưng linh quỷ diệp tư tăng thêm, hạch tâm thế giới tăng thêm, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, tăng thêm, hơn nữa hắn trúc cơ công pháp cũng là tu chân giới số một số hai kim cương cơ sở quyền pháp, nhiều như vậy đồ vật tăng thêm đi lên, hắn lăn lộn cái phù hợp tiêu chuẩn ngũ long văn không có lông bệnh đi. Ngũ long văn, hơn nữa thánh ấn, công nước ánh sáng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tăng thêm, thất long văn có hy vọng. Nói không chừng còn có thể trùng kích một cái bát long văn gì đó. Như vậy tưởng tượng, tống thư hàng trong lòng đại định. Thất long văn, tốt nhất là bát long văn. Nếu như là cửu long văn, ta cũng sẽ không để ý. Oanh long long, thiên kiếp đạn đạo bạo tạc cuối cùng kết thúc. Điều này đại biểu lấy tống thư hàng thiên kiếp, chân chính báo một đoạn. Thế nhưng vân tước tử cũ thân thể thiên kiếp, tựa hồ còn chưa kết thúc. Trong hư không, cuối cùng một đóa ma kiếp mây ngưng tụ thành hình. Ma kiếp trong mây ngưng tụ ra một cái ma long, há miệng gào thét. Ma long thành hình về sau, hung hăng một đầu vào tới nơi xa hố, nơi đó là vân tước tử cũ nhục thân chỗ. Hố bị tạc càng lớn. Bên trong vân tước tử khí tức, triệt để tiêu tán. Quả cầu kim loại lỏng lúc này đang cùng, bất hủ cốt, tranh đấu lấy muốn đem hắn cưỡng ép trói buộc tại cũng nhục thân bên trong vì vậy căn bản không có tinh lực cùng ma kiếp chơi đùa tại cuối cùng ma kiếp long va chạm xuống vân tước tử cũ nhục thân lại treo một lần đối với quả cầu kim loại lỏng mà nói nhục thân chết mất không có chút ý nghĩa nào chỉ cần bất hủ cốt tại nhục thân tùy thời có thể trùng sinh ma kiếp long xác nhận vân tước tử chết mất về sau theo vũng hố này bên trong hiện lên cùng lúc trước thiên kiếp cự nhân tại làm sạch phân tước tử về sau, hắn đem mục tiêu tập trung Tống Thư Hàng, muốn thuận tay đem Tống Thư Hàng cắt. Sách, còn tới, Tống Thư Hàng phục sinh thể nói khẽ. Tâm ý của hắn khẽ động, bên người bá Tống Thánh Ấn bộc phát lên sáng ngời hào quang. Phục sinh thể một hơi giải trừ, trung yên thánh kiếm, bát phẩm phong ấn. Phục sinh trong cơ thể chân nguyên toàn bộ tràn vào thánh kiếm bên trong. Cần ta cung cấp linh lực cho người sao? Xa xa, Phân Tước Tử Tiểu Hào lên tiếng kêu lên. Lúc trước Tống Thư Hàng thi triển, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, thời điểm, thiếu chút nữa bị ép khô. Mà bây giờ Tống Thư Hàng phục sinh thể bỏ niêm phong, Trung Yên Thánh kiếm chỗ tiêu hao năng lượng khẳng định cũng sẽ không ít đến đi đâu. Ta cảm giác không cần, Trung Yên Thánh kiếm đối với, năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Tống Thư Hàng phục sinh thể nói. Hắn đưa tay dơ lên, to lớn vô cùng Trung Yên Thánh kiếm, đồng dạng dơ lên cao cao thuận theo tử vong trung yên kiếm tống thư hàng phục sinh thể trong miệng bắt đầu ngâm sướng bỏ niêm phong sau cửa kiếm cuối cùng kỹ năng cửa kiếm đối với ma kiếp long chém tới lưới kiếm huy động tại huy động trong quá trình trung yên thánh kiếm bên trên lắp ráp bộ phận từng kiện từng kiện hóa thành hào quang dung hợp tại kiếm khí bên trong cuối cùng trung yên thánh kiếm còn lại hạch tâm lão viên thánh sư lợi kiếm hạch tâm lợi kiếm chém xuống một đạo có thể xưng là tất diệt kiếm quang, chém về phía Ma Long. Ma Long cùng kiếm quang tiếp xúc, thân thể đã bị phân chia trở thành nguyên thủy nhất năng lượng, tiêu tán ở trong thiên địa. Ma kiếp chung kết, kiếm quang biến thành hào quang lại hóa thành đống sáng, trở về, lão viên thánh sư lợi kiếm một lần nữa lắp ráp lên kiếm thật lớn dao. Cự kiếm xoay tròn lấy, cắm vào mặt đất, bóng loáng trên lưỡi kiếm, chiếu dọi ra tống thư hàng phục sinh thể, bộ dáng. Lúc này Tống thư hàng phục sinh thể toàn thân tản ra màu trắng rừng rực hào quang. Sau một khắc, tóc của hắn đột nhiên hóa thành đốm sáng, bắt đầu tiêu tán. Tống thư hàng phục sinh thể đưa tay chụp vào tóc của mình. Tay của hắn huy động, nhưng không cách nào ngăn trở đầu tóc biến mất. Đây là có chuyện gì? Tống thư hàng nghi ngờ nói. Ta nghĩ, hẳn là đại giới. Bạch tiền bối thanh âm vang lên. Trung yên thánh kiếm, cùng, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, là cùng một đẳng cấp đồ vật có lẽ tại phẩm chất phương diện nếu so với vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành kém một chút một chút nhưng đẳng cấp bên trên là giống nhau đã như vậy trung yên thánh kiếm tại cởi bỏ phong ấn lúc không có đạo lý sẽ không tiêu hao năng lượng vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành thiếu chút nữa ép khô tống thư hàng bản thể trung yên thánh kiếm tiêu hao năng lượng cũng sẽ không thấp đi nơi nào năng lượng không có khả năng lăng không mà đến vì vậy đây là sử dụng thánh kiếm đại giới cái gì đại giới như vậy hiếm thấy, muốn dùng đầu tóc làm đại giới. Tống Thư Hàng phục sinh thể đậu đen rau má nói. Bạch tiền bối. Đầu tóc, Thư Hàng, người quá ngây thơ rồi. Trên thế giới này, có thể không tồn tại nhẹ nhàng như vậy đại giới. Bạch tiền bối nói. Cái kia đại giới là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi. Rất có thể là nhục thân, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Bạch tiền bối nói, sứt lời, hắn bàn tay nhỏ bé xuất hiện lần nữa, nhẹ nhàng đặt tại tống thư hàng phục sinh thể sau lưng, một cái phủ văn rơi ở trên lưng hắn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 103